Chương 1011, đột phá. Oanh, lúc huyết chiến vương bước ra một bước, trên không phiến chiến trường này đều trở thành màu đỏ tươi phảng phất thiên vũ, tràn ngập huyết lãng cuồn cuộn. Uy năng này làm cho thiên địa biến sắc. Càng thấy ra đầu bốn người mục trần run lên. Bọn hắn thật sự là có một chút không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì khảo nghiệm tầng thứ năm khó đến loại trình độ này? Bởi vì thoạt nhìn căn bản là không có khả năng thông qua. Bất quá không việc gì phải quản xem bọn hắn làm cách gì đối phó với việc cảm thấy khảo nghiệm khó khăn không thể tưởng tượng nổi huyết chiến vương giữa không trung mặt không đổi sắc quanh thân chi khí sát phạt quấn những đã đến đỉnh phong rồi sau đó đánh ra một quyền ngoài ầm ầm trong khi một quyền đánh ra lập tức không khí phía trên không trung như bị khu trục ra khỏi phiến không gian này thậm chí hư không liền bị ngang ngược vỡ ra một đạo quyền ảnh huyết quang khổng lồ ước chừng ngàn trượng từ trên trời giáng xuống giống như thiên ma chi quyền một quyền kia mặc dù chưa rơi xuống nhưng vạn trượng ở trong mặt đất chỗ bọn mục trần trực tiếp sụp đổ. Từng đạo vết rách cực lớn giống như thâm uyên lan tràn ra dưới chân của bọn hắn. Một quyền này cơ hồ muốn hủy diệt cả phiến đại địa. Mặt mũi bốn người mục trần tràn đầy kinh hãi nhìn qua quyền ảnh huyết quang gào thét tới. Mặc dù còn cách một khoảng nhưng quyền kình sát phạt phá không mà đến. Cơ hồ muốn đưa bọn chúng ngạnh sát đè xuống mặt đất. Linh lực bàng bạc điên cuồng từ trong bốn cơ thể bọn người mục trần bạo phát đi ra. Gắt gao chống cự lấy áp lực đáng sợ kia bất quá dù như thế bọn hắn đều cảm giác được có chút thời gian trôi qua mà đầu gối đều là không chịu nổi cái loại áp lực đáng sợ này loại tình huống này làm cho tâm bốn người đều có chút run rẩy một quyền kia còn chưa có chính thức rơi xuống mới chỉ là quyền uy cũng đã đem bọn hắn áp bách chật vật đến như thế nếu là thật sự rơi xuống lúc đấy e là không ít người bỏ mạng tới lúc này bọn hắn mới hiểu được việc đồng ý lúc trước đến tột cùng là lỗ mãng như thế nào cái cơ duyên thần thông này rõ ràng là không phải người bình thường đủ tư cách đón nhận nhưng mặc kệ trong nội tâm hối hận như thế nào đến lúc này đều đã muộn. Cho nên bốn người chỉ có thể cắn răng liều mạng. Hiện tại may mắn duy nhất là một quyền huyết chiến vương, tựa hồ cũng không phải trực tiếp đối với của bọn hắn mà đến, mà là đối với đại địa dưới chân bọn hắn. Bằng không thì chỉ là chờ quyền uy kia vọt tới. Bất luận thế nào cũng đủ để đưa một người trong bọn chúng nghiền nát thành cạn bã. Giống, Hàn Sơn gào thét, chỉ thấy được quanh thân hắn hắc quang bắt đầu khởi động. Loáng thoáng phẳng phất bên ngoài thân thể xuất hiện một chỉ viễn cổ tê ma, cực lớn vô cùng. Tê ma đạp địa, đối đầu cự quyền thét dài oanh kích xuống. Kim quang quanh thân tông đẳng cũng bộc phát. Một chỉ chất động cự cánh thiên bằng kim sắc cũng là thoáng hiện ra. Phía trên cánh chim kim sắc vô số phủ văn bay lên quấn quanh thân thể hắn. Giống như phòng ngự cường đại. Mặc phong thì là hít sâu một hơi. Mang tất cả hoàng viêm quanh thân bắt đầu khởi động. Một cỗ chi khí tôn quý đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy được hoàng viêm thiêu đốt không gian, đúng là biến thành một chỉ màu hồng phượng hoàng khổng lồ đỏ thẫm. Khói lửa hừng hực làm cho nhiệt độ trong thiên địa đều lập tức tăng lên. Cái này hình thái thần thú Mặc Phong, vậy là không phải cửu u tước tộc mà là tộc nhân của Phượng Hoàng nhất tộc, vốn là Mặc Phong cũng không muốn bạo lộ. Nhưng mà lúc này, nếu như muốn đỡ được một quyền khủng bố như thế, thì phải toàn lực ứng phó không thể che giấu thân phận nửa rồi. Mục Trần cảm thụ được ba người Mặc Phong, Hàn Sơn, Tông Đằng dốc sức chống đỡ, sắc mặt cũng là ngưng trọng không dám có chút lãnh đạm kim quang sáng trói từ trong cơ thể hắn cuốn sạch ra âm thanh lông ngâm phượng minh quanh quẩn trong cơ thể hắn vào lúc này long phượng thể bị thúc giục đến mức tận cùng làm cho thân thể của hắn giống như hoàng kim tạo thành không thể phá vỡ mà đang lúc bốn người đều đem triệu ra con át chủ bài quyền ảnh huyết quang từ trên trời giáng xuống cuối cùng vọt vào không trung mấy trăm trượng nhất thời cái cỗ quyền uy kinh khủng kia liền bao phủ xuống phanh đại địa vốn là sụp đổ càng là tầng tầng sụp đổ chung quanh bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại. Đó là bởi vì đã sụp đổ thành hố to làm cho chỗ bốn người mục trần, đều là nhanh chóng rời xa đường chân trời. Ba người mặc phong biến thành hình thái thần thú. Cơ hồ là cùng lúc bộc phát ra thanh âm gào thét. Thân thể cao lớn bị trực tiếp chấn sụp đổ xuống, hào quang bên trên thân thể nhanh chóng ảm đạm. Ba người cũng không cách nào thừa nhận cái loại quyền uy này. Một gối mãnh liệt quỳ xuống lập tức cự thạch dưới chân liền bị chấn nát thành bụi phấn sắc mặt bọn hắn tái nhợt điên cuồng thúc giục linh lực ý đồ chống cự nhưng lại như cũ thân thể không cách nào đứng thẳng được khi hình thái thần thú bên ngoài thân thể bọn hắn đều nằm sấp trên mặt đất cào thét từng trận nhưng lại không làm nên chuyện gì mà ở thời điểm ba người mặc phong chật vật không chịu nổi tình trạng của mục trần cũng đồng dạng không khá hơn bao nhiêu tuy hắn đã đem long phượng thể thúc giục đã đến cực hạn thân thể giống như hoàng kim nhưng cổ quyền uy đáng sợ này như cũ là áp bách được toàn thân cốt cách hắn đều rung động răng rắc giống như là muốn sụp đổ vỡ vụng ra hai chân của hắn đã chui thật sâu vào mặt đất cho đến bắp chân từng đạo vết dạn dọc theo vị trí bước chân điên cuồng lan tràn đi ra ngoài ở bên ngoài luyện thể tháp lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ khi nhìn bên trong màn sáng bốn người vô cùng chật vật lúc này thì bọn hắn không còn nhìn thấy nửa điểm thiên kiêu từ bốn người mục trần mà bọn hắn cũng minh bạch hiểu được đây cũng không phải là bọn mục trần yếu mà là một đạo quyền ảnh huyết quang từ phía trên đánh xuống mạnh đến nổi có chút khủng bố. Công kích đáng sợ như thế, ở giai đoạn này bọn hắn có thể chịu đựng được hay sao? Khuôn mặt cửu u cũng biến sắc nhịn không được nói. Loại trình độ khó khăn này có lẽ đã lại để cho mọi người kết luận. Chỉ sợ tối thiểu nhất là phải bước chân vào cửu phẩm trí tôn, mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng khi một quyền này xuống. Mặc linh bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm tái nhợt. Hiển nhiên cũng là bị một quyền kinh khủng kia sợ tới mức xanh mặt. Những cường giả của các tộc kia cũng là tràn đầy đồng cảm độ khó đáng sợ như thế của luyện thể tháp này nói rõ là không muốn cho người khác thành công thông qua tầng thứ năm cái loại công kích này không phải ở giai đoạn hiện nay của bọn hắn có thể chống lại ầm ầm quyền ảnh huyết quang trấn áp xuống nương theo quyền ảnh nhanh chóng tiếp cận vẻ quyền uy đáng sợ cũng là dùng một loại gia tăng tốc độ kinh người lao tới phía trước quyền ảnh bao phủ bên ngoài thân thể thần thú hình thái ba người mặc phong đã ảm đạm gần như nghiền nát hiển nhiên đã là chống đỡ không nổi mà thần sắc ba người cũng đều trắng bệch cảm giác thân thể đều là không cách nào nhúc nhích được khi ở phía dưới quyền uy này. Hơn nữa ở phía trên chấn quyền ảnh áp xuống tới, bọn hắn đã nhận ra một loại ý cảnh gần như quên cả sống chết. Cái này làm cho bọn hắn cảm giác như là, chủ nhân quyền ảnh đem sinh tử của hắn đều là đặt hết lên một quyền này. Xả thân ma quyền, một đấm xuất ra là phải bỏ qua tánh mạng bản thân sao? Ngược lại đích thật là tà dị bá đạo. Khó trách xưng là ma quyền, bốn người mục trần đều là bị quyền uy phía trên, ẩn chứa xả thân chi ý mà tâm thần run rẩy dữ dội đến lúc này bọn hắn đã phát giác được thời điểm cái quyền ảnh kia chính thức rơi xuống có lẽ chính là thời điểm bọn họ táng thân lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát bốn đạo nhân ảnh đều dùng hết toàn lực nhưng ngăn cản loại này trung quy là châu chấu đa xe thân thể mặt ngoài của bốn người bắt đầu có máu tươi thẩm thấu đi ra thân thể vậy mà đã có dấu hiệu bắt đầu nứt vỡ mặc dù là mục trần đã tu luyện long phượng thể đến cảnh giới đỉnh phong tầng thứ nhất nhưng bắt đầu bị nghiền nát huyết văn theo bên trên làn da bắt đầu lan tràn, làm cho hắn nhìn về phía trên có chút đáng sợ. Ầm ầm, khoảng cách với quyền ảnh chỉ vẹn vẹn không đến 50 trượng, cả phiến thiên không phẳng phất đều là vào lúc này bị che đậy. Phanh, 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 hình thái thần thú bên ngoài thân thể ba người mặc phong rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp là bị ngạnh sát bạo vỡ. Phốc, đồng thời ba người phun ra một ngụ máu tươi, khí tức lập tức uể oải đi rất nhiều. Hỗn đản, ta buông tha cho, sắc mặt tông đằng trắng bệch hắn cơ hồ cảm thụ được sự áp bách của quyền ảnh kia như muốn đem thân thể của hắn bạo phát cuối cùng chỉ có thể cắn răng quát lên một tiếng lớn hắn cảm giác nếu như tiếp tục nữa sợ rằng hắn sẽ thật sự chết ở chỗ này cái cơ duyên thần thông kia tuy hấp dẫn lòng người nhưng cần phải còn mạng để hưởng thụ mới được ông lúc tông đằng lựa chọn buông tha quanh thân hắn bắt đầu có hào quang khởi động chợt thân ảnh hắn lập tức từ từ tiêu tán biểu hiện này là bị đá ra luyện thể tháp mà ở kế sau tông đằng chọn buông tha mặc phong cùng hàn sơn lại một lần nữa kéo dài được sự đau đớn hơn mười tức sau đó bọn hắn cảm giác được càng lúc càng tiếp cận quyền ảnh thì diện lực lượng ẩn chứa của nó làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cái quyền ảnh này căn bản thì bọn hắn không đủ khả năng chống lại vì vậy tại trong lòng thoáng có một phen đấu tranh tư tưởng cuối cùng hai người cũng không cam lòng đồng thời lựa chọn buông tha ông ông hảo quang lập lòe thân ảnh hai người mặc phong cũng biến mất mà đi theo lúc bọn hắn đều rời đi trên chiến trường là chỉ còn một mình thân ảnh mục trần bất quá hắn lúc này cũng là cực kỳ chật vật toàn thân máu tươi làm cho lúc nhìn về phía hắn giống như huyết nhân quyền uy theo bốn phương tám hướng vọt tới vạn dặm ở phía dưới thân hắn thừa nhận lấy áp lực cực đoan đáng sợ biến thành những rãnh cực lớn nhưng dưới loại áp lực này ngược trong ánh mắt đỏ bừng mục trần xẹt qua một vòng chi ý điên cuồng loại này thời điểm tuy nhiên nguy hiểm nhưng đối với hắn mà nói lại là một cơ hội đây là cơ hội Hoàn mỹ nhất đột phá Long Phượng Chân Kinh lên cảnh giới tầng thứ hai, bất luận đột phá cái gì cũng phải cần đến từ uy hiếp tử vong, mà bây giờ loại cảm giác này đúng là không thể phù hợp hơn. Ngay ở chỗ này tiến hành đột phá thử một lần a. Mục Trần gầm nhẹ lên một tiếng, sau đó hắn mãnh liệt khởi động vận chuyển Long Phượng Chân Kinh, huyết dịch trong cơ thể của hắn phảng phất đều là du động vào lúc này, cuối cùng liên tục không ngừng trào vào bên trong hai tay có chân Long Chân Phượng Chi Văn, mà theo lượng lớn máu tươi quán chú trên thân thể chân long chân phượng chi văn vốn là màu tử kim vậy mà bắt đầu nhiều thêm một tia chi ý đỏ tươi nhưng đúng là loại đỏ tươi này ngược lại làm cho chân long chân phượng chi văn theo thời gian dần trôi qua nhiều thêm một loại chi khí sinh cơ dĩ vãng long phượng chi văn tuy nhiên cường hãn linh hoạt nhưng lại khiếm khuyết cái loại sinh khí này như là vật bất tử lại không có linh tính nhưng vào thời khắc này lúc tử vong uy hiếp xuống tinh huyết trong cơ thể mục trần đều đẩy vào chân long chân phượng chi văn nhất thời làm ngưng tụ thành một điểm linh tính. Tại lúc trong cơ thể Mục Trần hấp thu bằng bạc lực lượng chân long chân phượng chi văn, trong chốc lát linh tính được tạo ra. Long Phượng Văn chiếm giữ trên hai tay của Mục Trần. Rốt cục vào lúc này đem hai mắt Long Phượng kia mở ra hoàn toàn. Ở giữa thiên địa, Long Phượng tể minh giống như chúa tể thiên địa. Rốt cục vào lúc này điều mà Mục Trần tha thiết ước mơ đã đến. Đột phá cảnh giới tầng thứ hai của Long Phượng chân kinh. Mà cũng là vào lúc này, cự ảnh huyết quyền cũng là hoàn toàn rơi xuống oanh kích lên thân thể mục trần không một chút sức mẻ, làm chấn động thiên địa. Chương 1012, nhổ ra, một quyền đỏ tươi màu máu từ từ đánh xuống. Chiến trường cổ xưa tưởng như vô tận lúc này đang bắt đầu vỡ nứt ra. Những vết nứt sâu hóm giống như vực sâu điên cuồng lan ra xung quanh. Sức mạnh của một quyền này khiến cho thiên địa muốn vỡ nát. Dưới sức mạnh của huyết quyền, ánh sáng vàng xung quanh thân thể mục trần bộc phát mạnh mẽ, tiếng long ngâm phượng hót theo hai tay hắn chuyển ra bên ngoài, sau khi ánh sáng vàng tỏa ra thì chân long chân phượng, lần đầu tiên rời khỏi thân thể mục trần đón gió trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành hư ảnh chân long chân phượng phía sau hắn. Ánh sáng vàng từ đó tỏa ra tạo thành một tấm chắn vô cùng to lớn, bao bọc hắn vào bên trong. Long phượng đang bay quanh thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại. Chúng há miệng phun ra ánh sáng vàng thực chất giống như một thác nước thật sự. Bao bọc thân thể mục trần vào bê trong. Thác nước màu vàng không ngừng rội xuống cơ thể mục trần, gội rửa xương cốt lẫn máu tươi của hắn, thời gian dần dần trôi qua cơ thể hắn trở nên lấp lánh ánh sáng vàng bên trong ánh sáng đó phảng phất một loại uy áp không thể tưởng tượng được uy áp này có được là nhờ tinh khí chân long chân phượng tẩy tủy hoàn cốt cho hắn loại tẩy lễ này so với tinh khí thôn thiên thần thú lúc trước mục trần hấp thụ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều hình thức tẩy lễ này không chỉ khiến cho thân thể mục trần có khí tức của chân long chân phượng mà ngay cả máu trong người hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa Biến hóa này khiến cho máu trong người hắn đã mạnh mẽ hơn cả sinh mệnh bình thường. Chỉ sau một ít thời gian, thì Mục Trần đã phát hiện được nhục thể của hắn đang bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Hắn cảm thấy trong mạch máu của mình đang chảy xuôi một loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Huyết mạch này vô cùng mạnh mẽ, lực lượng bên nó cuồn cuộn trào lên vô cùng vô tận. Hai bàn tay Mục Trần từ từ nắm lại. Đối với sự bộc phát sức mạnh lần này, khiến hắn muốn ngửa cổ lên trời hét một tiếng thật lớn vì cuối cùng hắn cũng đã đột phá chân long chân phượng, tầng 2 để có được ngày hôm nay hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Ánh sáng vàng bên trong đôi mắt hắn bắt đầu lưu chuyển, bên trong ẩn giấu một uy áp vô cùng lớn. Hắn có thể cảm nhận được nhục thể của hắn bây giờ có thể đối mặt với sức mạnh của thất phẩm chí tôn rồi. Nếu như sử dụng thêm linh lực của bản thân thì Mục Trần tin tưởng rằng dưới bát phẩm chí tôn người có thể khiến hắn kiêng kỵ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tiến vào luyện thể tháp lần này đã không làm cho hắn cảm thấy thất vọng chút nào. Chân long chân phượng bay quanh cơ thể Mục Trần, lúc này hắn cũng ngửa mặt lên nhìn huyết quyền chứa sức mạnh hủy diệt đang đánh xuống. Trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng, khóe miệng mỉm cười, nói, chẳng lẽ là như thế này? Khẽ thì thầm một câu. Sau đó Mục Trần liền thu hồi lớp phòng thủ chân long chân phượng, linh lục quanh thân cũng ẩn giấu đi. Cơ thể buông lỏng không hề có chút phòng ngự. Hắn cứ đứng như vậy, không hề có ý phòng thủ dưới huyết quyền kia mà mặc kệ nó đánh xuống người. Nhìn bộ dạng của hắn giống như kẻ đi tự tử. Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Mục Trần đã hiểu được khảo nghiệm tầng thứ năm này là gì. Khảo nghiệm lần này không có nghĩa là phải đỡ được một quyền hủy diệt của huyết chiến vương. Bởi vì ngay từ đầu họ đã không có khả năng có thể đỡ được một quyền này rồi, cho dù là Mục Trần đã đột phá chân. Long chân phượng tầng thứ hai thì cũng như vậy mà thôi. Trong lòng hắn rõ ràng một điều là nếu huyết quyền kia mà đánh chúng, thì hắn chắc chắn sẽ tan thành mấy khói. Nhưng khảo nghiệm, dù có khó khăn đến mức nào thì cũng phải có một chút cơ hội để vượt qua. Nhưng trong khảo nghiệm lần này Mục Trần, lại không nhìn thấy một chút cơ hội nào để vượt qua khảo nghiệm cả cho nên hắn nghĩ rằng khả năng khảo nghiệm lần này cũng chưa chắc đã là khảo nghiệm khảo nghiệm tầng thứ năm này có lẽ có mặt trái ngược xả thân ma quyền xả thân xả thân nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải từ bỏ tính mạch nếu ngay cả dũng khí này cũng không có thì cho dù có đạt được xả thân ma quyền thì cũng không thể nào mà luyện thành được huyết quyền đánh tới mục trần không những không sợ ngược lại còn ngẩng cao đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn huyết quyền hủy diệt đang tới không hề sợ hãi oanh cuối cùng huyết quyền đỏ tươi cũng hung hăng đánh lên người mục trần đất đai văng tung tóe sóng trùng kích lan ra hủy diệt toàn bộ thiên địa một quyền đánh xuống khiến màn sáng bên ngoài luyện thể tháp mà mọi người đang nhìn vào lúc này liền vỡ nát theo đó những hình ảnh bên trong cũng tan biến bên ngoài luyện thể tháp bông nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường đôi mắt đẹp của cửu u hơi dừng lại khi nhìn thấy màn sáng vỡ nát khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên tái nhợt mặc dù nàng ở bên ngoài luyện thể tháp nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của huyết quyền đó đáng sợ như thế nào mà mục trần bên trong không hề có ý định bỏ trốn hiển nhiên là lành ít giữ nhiều những cường giả của các tộc khác nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu tiếc hận cho hắn cũng có một số kẻ vui mừng nhưng tất cả những ánh mắt này đều tập trung nhìn về phía cửu u liễu thanh của tộc thiên bằng sau khi nhìn thấy sự việc này cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh hồi phục lại bình thường sau đó nàng nhìn về phía cửu u với một ánh mắt vô cùng hả hê Mặc kệ tên mục trần đó đã làm được những gì, nhưng cuối cùng lại có một hành động ngu ngốc khiến tất cả những gì hắn làm được từ đầu đến giờ đều đổ xuống sông, xuống biển. Người đã chết thì những việc hắn làm trước đây đều không có tác dụng. Ở đằng xa, trên mặt đất ngay cạnh luyện thể tháp có tông đằng, Hàn Sơn, Mặc Phong là những người đã lựa chọn từ bỏ. Bọn họ cùng lúc nhìn qua sức mạnh đã đánh nát màn sáng. Trong khoảng khắc đó, họ hình như đã trông thấy mục trần tan thành mây khói. Sắc mặt của Mặc Phong vô cùng khó coi có thể thấy một chút cảm giác sầu não trong mắt hắn. Nếu biết sớm chuyện này sẽ xảy ra thì hắn đã cưỡng ép kéo Mục Trần, rời khỏi đó rồi nhưng hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mục Trần không phải là kẻ lỗ mãng, mặc dù biết đó là đường chết nhưng vẫn cố chấp ở lại trong đó. Sắc mặt Hàn Sơn thì lại phức tạp vô cùng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào luyện thể tháp, sau đó chậm chậm lắc đầu. Ngược lại hai người thì tổng đằng lại có cảm giác không thể tin được. Việc này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tên Mục Trần lại chết nhảm như vậy, sau một lát bất ngờ thì hắn cũng không nhịn được nữa mà cười lớn, nói, đúng là một tên ngu xuẩn không biết sống chết, khi nãy hắn thấy Mục Trần đạt được đại cơ duyên nên đã nổi lòng tham không muốn buông tha cho Mục Trần, nhưng thật không ngờ dưới một quyền khủng khiếp của Huyết Chiến Vương, thì bọn hắn cũng chỉ như những con sâu con kiến, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nhưng Mục Trần lại không tranh thủ thời gian mà bỏ chạy, ngược lại còn cố gắng lưu lại muốn vượt qua khảo nghiệm đó sao? Đúng là ngu không bằng gì hắn vừa mới bật cười thì ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn ngẩn mặt lên thì thấy cửu u cách hắn không xa đang nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt lạnh băng chẳng lẽ ta nói không đúng sao ngay lập tức tông đằng quay mặt về phía cửu u cười nhạo một tiếng nói hắn nghĩ mục trần chắc chắn đã chết nên cũng không còn khiến hắn kiêng kỵ mặc dù cửu u và mặc phong muốn giải quyết cũng có chút khó khăn nhưng cũng không thể làm gì được hắn thậm chí còn muốn đòi cửu u một trăm vạn linh dịch vừa mới bị mục trần gấp lúc nãy. Hình như ngươi ở trong luyện thể tháp bị ăn hành còn chưa no hay sao vậy? Bộ dáng chật vật của ngươi lúc nãy bọn ta ở bên ngoài đều nhìn thấy hết rồi. Thanh âm của cửu u lạnh như băng nói. Cửu u vừa nói xong thì ngay lập tức có những ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Ai ai cũng tưởng tượng ra bộ dáng chật vật của tông đằng khi nãy. Sắc mặt tông đằng tối sầm xuống. Hắn đường đường chính chính là thiên kiêu của tộc thiên bằng, nhưng lại bị một tên nhận loại ép đến mức đó. Điều này khiến hắn mất hết mặt mũi không những thế cửu u còn nói toạc ra vết thương trong lòng hắn ánh mắt tàn độc của tông đằng nhìn chằm chằm cửu u linh lực thâm hậu từ từ vận chuyển tuy nhiên cửu u cũng không hề nhường nhịn mà cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại hắn linh lực của hai người đã khởi động nhìn giống như là muốn lao vào đánh nhau ngay lập tức cường giả của tộc thiên bằng tiến đến phía sau tông đằng ánh mắt họ nhìn thẳng vào cửu u ha ha xem ra tộc cửu u của người đắc tội với không ít người nhỉ nhân dịp này bọn ta cũng nên giải quyết ân oán trước đây thôi trong lúc đám người cửu u đang đối mặt với người của thiên bằng tộc thì vang lên một tiếng cười từ xa chuyển lại một thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người đó chính là kẻ đang dưỡng thương lúc trước lục tùy hắn nhìn chằm chằm vào cửu u trước đây hắn bị mục trần ép phải rời khỏi luyện thể thấp khiến hắn mất hết mặt mũi hiện tại mục trần đã chết nên hắn phải chút nỗi hận này lên đầu cửu u cửu u thấy người của tộc lôi nha cũng muốn động thủ việc này khiến sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo ngay lập tức mạc phong cùng mặc linh bay đến bên cạnh cửu u vận chuyển linh lực để ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra bất ngờ. Mục Trần không có ở đây những tên nhãi nhép, như các người mới dám mở miệng ăn nói xăng bậy phải không? Ánh mắt lạnh lẽo còn có chút mỉa mai của cửu u lướt qua Tông Đằng và Lục Tùy. Tông Đằng thì lại cười cười, lắc đầu nói, lần trước là do hai người bọn hắn uy hiếp ta mà thôi. Nếu đánh một với một tên Mục Trần đó có thể lọt vào mắt ta sao? Thật ra ta cũng hy vọng hắn có thể bình yên vô sự, chỉ có như vậy ta mới có thể khiến hắn nhổ một trăm vạn trí tôn, linh dịch mà hắn đã cướp của ta. Vậy sao? Nghe những lời như vậy phát ra từ miệng tông đằng, khiến cửu u không nhịn được mà cười phì ra. Nhìn thấy cửu u cười tự tin như vậy khiến trong lòng tông đằng, bỗng nhiên cảm thấy bất an, trả lời, ngươi vẫn nghĩ hắn còn sống nổi hay sao? Đúng là nằm mơ. Khuôn mặt ban nãy còn đang tái nhợt vì sự cố xảy ra, thì hiện tại đã trở lại bình thường. Nhìn nàng cười như không cười trả lời tông đằng, ta nói cho ngươi biết mục trần và ta huyết mạch tương. Liên đó nha, Tông Đằng cười nhạt một tiếng, nói, lúc này mà ngươi còn mang chuyện đó ra để nói. Vừa nói đến đây bỗng nhiên nhớ ra điều gì nên hắn im bặt. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu huyết mạch của cửu U và Mục Trần kết nối với nhau thì sự việc vừa xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cửu U. Nhưng trong mắt hắn thì cửu U hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Nói cách khác là, Mục Trần chưa chết. Trong lúc Tông Đằng đang cảm thấy hoang mang thì bên trong luyện thể tháp, ánh sáng tỏa ra trói lóa sau khi ánh sáng tan đi thì hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi, im lặng đứng trên bệ đá bên ngoài luyện thể tháp. Đôi mắt của người đó nhìn thẳng vào Tông Đằng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhạo, nói: "Ngươi muốn đánh cho ta nhổ ra chí tôn linh dịch của ngươi?" Chương 1013, một quyền. "Ngươi muốn đánh cho ta đưa chí tôn linh dịch trả lại cho ngươi?" Trước luyện thể tháp, hào quang tản đi một đạo thân ảnh trẻ tuổi dần hiện ra, mục quang u lãnh nhìn chằm chằm vào Tông Đằng như cười như không, bộ dáng như vậy ngoại trừ mục trần còn có thể là ai mà khi hắn đột ngột xuất hiện lập tức dẫn tới cường giả nơi đây sắc mặt đại biến vẻ mặt khó có thể tin nổi giống như gặp quỷ rồi bọn họ căn bản là không thể tin mục trần lại có thể còn sống trong luyện thể tháp đi ra mặc phong cùng hàn sơn cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mục trần việc này cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn một quyền kia của huyết chiến vương khủng bố đến trình độ nào mục trần hắn làm sao có thể còn sống sót ngươi ngươi còn sống ngay cả định lực như tông đằng con mắt cũng chừng lớn không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào mục trần trong lúc nhất thời lời nói ra đều có chút lắp bắp bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn hoảng sợ thế nào nhờ hồng phúc của ngươi mọi chuyện đều tốt mục trần cười tủm tỉm trả lời chỉ là trong nụ cười nhưng lại cảm thụ không có đến nửa điểm tình cảm không nghĩ tới thời gian hắn mới biến mất chưa lâu vậy mà thằng này đã hổ báo cáo chôn như thế rồi tông đằng sắc mặt âm tình bất định cách đó không xa cường giả lôi nha tộc vốn là muốn thừa cơ ra tay cũng là xứng sở Lục Tùy trên khuôn mặt âm tàn vào lúc này, càng là cứng lại dần tới sắc mặt xanh trắng luân chuyển, hắn vốn là muốn thừa dịp thời điểm thực lực cửu u, bên này đại tổn trả thù một lần, nhưng không ngờ tới Mục Trần vậy mà lại thoát chết chui ra. Mà đang lúc sắc mặt Lục Tùy biến ảo, ánh mắt Mục Trần giống như lưỡi đao sắc bén lại lần nữa quét về phía hắn. Thản nhiên nói, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lại vẫn dám chủ động đụng đến. Lục Tùy nghe vậy, khuôn mặt lập tức đanh lại, trong mắt hung quang chớp động tựa hồ muốn đem mục trần đánh cho một trận ha ha khẩu khí thật sự là lớn tông đằng lúc này thần sắc rốt cục cũng hồi phục chỉ có điều khuôn mặt hắn như trước một mảnh âm trầm hắn nhìn chằm chằm vào mục trần lạnh giọng cười cười nói trong ngôn ngữ cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ tuy hắn biết được mục trần trong luyện thể tháp đã lấy được không ít chỗ tốt nhưng thực lực so với hắn xem ra vẫn còn có một ít tranh lệch hiện tại mục trần có thể được hắn nhìn thẳng vào một ít nhưng muốn đơn giản hù dọa tông đằng hắn còn xa xa cũng thể không đạt được hơn nữa tại đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho cửu u tước tộc cùng chúng ta thiên bằng tộc, lôi nha tộc trở mặt hay sao? Nói như vậy hậu quả này, ngươi có thể xác định ngươi một cái nhân loại có thể gánh vác. Nghe được lời nói của Tông Đằng, Lục Tùy nghĩ, bọn hắn hai đại chủng tộc nếu như liên thủ, đội hình này so với mục trần bọn hắn mạnh hơn nhiều. Cho nên không cần phải e ngại mục trần cái gì. Hơn nữa, hắn cho rằng khi trước thua mục trần không phải hắn thực lực không đủ, chỉ là hắn ngay từ đầu lòng mang khinh thường, dẫn đến bị mục trần chiếm trước tiên cơ trực tiếp bằng thủ đoạn lôi đình đưa hắn bước ra lôi đài lúc đó mới bị đào thải nếu như hắn ngay từ đầu toàn lực ứng phó dùng thực lực thất phẩm trí tôn mục trần muốn chiếm thượng phong cũng là rất khó nghĩ đến đây lục tùy trong mắt hung quang không khỏi càng lớn lúc này điềm nhiên nói ha ha tông huynh nói không sai ta hôm nay ngược lại là muốn xem ta đụng đến ngươi lại có thể làm gì được ta lời vừa nói xong hắn trực tiếp một bước đi ra, quanh thân linh lực bàng bạc vũ động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Xung quanh luyện thể tháp, những cường giả các tộc thấy tình trạng Dương cung bạt kiếm ở đây, cũng là ánh mắt kỳ dị, Lôi Nha tộc vậy mà cùng Thiên Bằng tộc trực tiếp liên thủ đối kháng cửu u tước tộc, như vậy đối với bọn họ hiển nhiên không phải tin tức tốt. Mục Trần này vẫn là tuổi trẻ lỗ mãng rồi. Lời nói thật không suy nghĩ, trực tiếp lại đem Lục Tùy cùng Tông Đằng bước đến liên thủ, Đúng vậy, hai người này dù sao cũng là có thể tiến vào luyện thể tháp thiên kiêu, nếu như bọn hắn liên thủ nhìn đội hình này, ngược lại là cửu u tước tộc khó có thể chiếm được chỗ tốt. Việc này làm không tốt, Mục Trần sẽ làm cửu u tước tộc tổn thất không nhỏ, mà chiếm được tiện nghi lục tùy, cùng tông đằng chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy mà từ bỏ ý đồ. Từng tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, những cường giả các tộc âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Mục Trần ngôn ngữ quá mức cuồng vọng làm cho xuất hiện tình huống này đối với bọn họ ngược lại cục diện cực kỳ bất lợi. Nếu như cư xử ôn hòa một chút, hiển nhiên có thể trực tiếp đẩy lui lôi nha tộc, sau đó đối phó thiên bằng tộc rồi quay lại đối phó lôi nha tộc, nói như vậy không thể nghi ngờ mới là kế sách hoàn mỹ nhất. Những tiếng bàn tán lặng yên truyền ra, Tông đằng mắt lộ hung quang nhìn qua Lục Tùy, khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười gian xảo, vốn hắn còn lo lắng Lục Tùy sẽ vì mục Trần xuất hiện mà lui, nhưng dưới mắt xem ra là hắn quá lo lắng lại nói tiếp hắn còn muốn cảm tạo mục trần một cái nữa nha bắt người như thế nào sao mà đối với rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú mục trần lại vẫn còn như không nghe thấy ánh mắt càng phát ra vẻ u lãnh chăm chú nhìn vào lục tùy trên mặt nở một nụ cười đầy hàn ý sau đó hắn trực tiếp nhấc chân bước đi ra ngoài phanh kim quang sáng trói từ trong cơ thể mục trần bộc phát ra thân ảnh của hắn phịch một tiếng giống như là quỷ mị trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà tại lúc thân ảnh mục trần biến mất Tông Đằng là người đứng gần nhất trước tiên có chỗ phát giác, lúc này biến sắc, linh lực trong người tuôn ra lao đến đem Mục Trần ngăn cản lại. Bá, bất quá thân ảnh hắn vừa động, trước mặt tựa hồ có vệt đen thoáng qua, sau đó một đạo quang ảnh phẳng phất xẹt qua hắn, cái loại tốc độ đáng sợ này, trực tiếp làm cho sau lưng Tông Đằng lập tức có một tầng mồ hôi lạnh. Người này như thế nào tốc độ lại trở nên nhanh như vậy? Phải biết rằng, Tông Đằng bản thân là thiên bằng nhất tộc, cho nên tốc độ cũng là hắn chỗ am hiểu nhất. Nhưng đạo quang ảnh lúc trước hắn đến lộ tuyến đều không thể phát giác, cũng đã xẹt qua hắn. Loại tốc độ này, quả thực đáng sợ, mà ở thời điểm mồ hôi lạnh tông đằng bốc lên, cách đó không xa Lục Tùy sắc mặt kịch biến, hắn chỉ là thấy một đạo kim quang xẹt qua ánh mắt, bất quá bản thân hắn dù sao cũng là thất phẩm chí tôn, thân thể gần như phản xạ có điều kiện liền bắn trở ra, cùng lúc đó một quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn mang theo lôi quang gào thét đánh tới. Oanh, nhưng mà, đạo kim quang kia như cũ ngang ngược vọt tới, trực tiếp ngăn kháng lôi quang linh lực phía trên, sau đó lôi quang nứt vỡ, hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Bá, kim quang lấp lóe, Lục Tùy kinh hãi nhìn thấy thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên khuôn mặt tựa hồ chứa đựng một chút ý trào phúng. Bắt người như thế nào sao? Hắn mở miệng nói một câu, sau đó một quyền đánh ra. Quyền phong cổ đãng cũng không mang theo chấn động linh lực gì, chỉ là kim quang lập lòe ẩn ẩn giống như là có thêm tiếng long ngâm vang lên, sau đó Lục Tùy nhìn thấy không gian trước mặt hắn, vậy mà bị một quyền của mục trần làm nứt vỡ từng đạo vết dạn đen kịt một cỗ lực lượng điên cuồng truyền đến làm cho da đầu hắn run lên làm sao có thể lục tùy bị một quyền kia của mục trần trực tiếp làm cho sợ tới mức hồn siêu phách lạc hắn phát giác được mục trần cũng không có sử dụng linh lực như vậy nói cách khác một quyền này của mục trần hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể nhưng chính một quyền này cũng đã làm cho hắn thất phẩm trí tôn cảm nhận được uy hiếp trí mạng mà lúc này quyền phong mục trần cực nhanh lục tùy đem hết linh lực ngưng tụ toàn lực chống đỡ tại trước người hắn biến thành một mặt lôi thuẫn lôi quang quấn quanh phẳng phất như lôi nha vươn cảnh lực phòng ngự cường đại tràn ra đông nắm đấm kim quang vẫn không chút nào chậm lại trùng trùng điệp điệp oanh kích phía trên lôi thuẫn tiếng nổ vang vọng khắp nơi lôi thuẫn chỉ giữ vững được một cái chớp mắt trong ánh mắt hoảng sợ của lục tùy bạo vỡ lôi quang văng khắp nơi nắm đấm kim quang ngang ngược xuyên thấu mà qua giống như bôn lôi oanh kích trên lồng ngực lục tùy lực lượng đáng sợ trào ra thân thể hắn trực tiếp bị một quyền hung hăng đánh bay đi phanh phanh, phanh, trên đường đi những phế tích kiến trúc trực tiếp là bạo vỡ, để lại trên mặt đất một vết chói mắt mấy trăm trượng xung lực từ đó lan tràn ra. Xung quanh luyện thể tháp lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lúc trước những tiếng bàn luận xôn xao kia vào lúc này đã sớm biến mất sạch sẽ, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều là ngốc trệ, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Lục Tùy đạt tới thực lực thất phẩm chí tôn, thậm chí ngay cả một quyền chỉ bằng sức lực nhục thể của Mục Trần cũng không đỡ nổi phía xa lục tùy toàn thân máu tươi lồng ngực lõm xuống đến nửa người hắn đều là bị phế tích chôn vùi không biết sống chết làm sao có thể có người lẩm bẩm nói lúc trước trong luyện thể tháp mục trần tuy nói thắng lục tùy nhưng đích thật là bởi vì nguyên nhân chiếm được tiên cơ mà bây giờ lục tùy đã biết được lợi hại của mục trần hiển nhiên đã có đề phòng nhưng với phòng bị trùng trùng điệp điệp như vậy hắn ngược lại là bị mục trần trực tiếp một quyền gọn gàng mà linh hoạt đánh thành cho chết lúc này tất cả mọi người đều là im bặt bọn họ bây giờ mới hoàn toàn hiểu được vì cái gì, Mục Trần căn bản cũng không có nửa điểm kiêng kỵ muốn tách ra đối phó, bởi vì hắn hiện tại đủ để đơn giản đem cái gọi là liên thủ này đánh cho tan nát. Bất luận cái gì liên hợp, trước mặt thực lực tuyệt đối đều là làm trò cười cho thiên hạ. Đám cường giả Lôi Nha tộc cũng là ngơ ngác nhìn qua một màn này, bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả tâm tư ra tay giúp đỡ đều không có, bởi vì một quyền giống như bôn lôi lúc trước, trực tiếp làm cho bọn hắn tinh tưởng minh bạch song phương tranh lệch thế nào mà ở trong vô số ánh mắt kinh hãi giống như là gặp quỷ, Mục Trần lại không đếm xỉa tới, thu hồi ánh mắt, sau đó trên thân thể Kim Quang cũng là thu liễm lại, chợt hắn nhàn nhạt, nhạt cười cười, có thể bắt ngươi như vậy, không biết có đủ hay không? Nhưng mà đối với câu hỏi của hắn, không ai lên tiếng đáp lại, bởi vì lúc này Lục Tùy đã bị Mục Trần oánh cho không biết sống chết, Mục Trần cũng không để ý tới Lục Tùy sống hay chết, nhẹ nhẹ phủi tay, sau đó liền xoay người lại, miệng nở một nụ cười mà như không cười, ánh mắt hướng về phía Tông Đằng sắc mặt đang dị thường khó coi, nhàn nhạt nói. Tới phiên ngươi, chương 1014, thử quyền. Tới phiên ngươi, ánh mắt mục trần phóng về phía tông đằng, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi thậm chí là, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, lúc trước người này một quyền đánh bại lục tùy tư thái vô địch, đối với hắn đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá tông đằng dù sao cũng không phải nhân vật tầm thường, mặc dù là tâm thần bất ổn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mục trần, thời gian trôi qua hắn cảm thấy ngưng trọng thậm chí kiêng kỵ, nếu như nói lúc trước Mục Trần có thể được hắn nhìn thẳng vào một điểm, nhưng lúc này chính thức lại để cho hắn nhận ra nguy hiểm chí mạng. Trước kia ngược lại xem nhẹ ngươi rồi. Thanh âm tông đằng trầm thấp nói, trong lòng hắn lại lần nữa hối hận, nếu như sớm biết Mục Trần ở trong luyện thể tháp thực lực tinh tiến nhiều như thế, hắn tất nhiên trước tiên đem hắn diệt trừ. Hiện tại Mục Trần hiển nhiên so mặc phong, cửu u có tính uy hiếp nhiều hơn, chuyện lần này xem như ta nhận thua, ta bồi thường 100 vạn trí tôn linh dịch, việc này như vậy bỏ qua, thế nào? Tông đằng nhìn qua ánh mắt chằm chằm của Mục Trần đột nhiên cắn răng quyết đoán nói. Xung quanh cường giả các tộc nghe vậy lập tức ngạc nhiên, ai có thể nghĩ đến lúc trước Tông đằng còn đắc chí, vậy mà vào lúc này chủ động nhận thua. Bất quá đối với việc này mọi người cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái, chứng kiến sức chiến đấu kinh người của Mục Trần. Chỉ sợ lúc này Tông Đằng cũng không dám nghĩ cách khai chiến, Lục Tùy bị một quyền đánh cho không biết sống chết, cường giả lôi nha tộc không hy vọng rồi, mà muốn để cho bọn hắn thiên bằng tộc cùng cửu ưu thước tộc rằng co, hiện tại bọn hắn hiển nhiên đang ở hạ phong. Đã như vậy, ngược lại còn không bằng chủ động nhận thua, bảo toàn lực lượng. Bất quá đối với tông đằng lại lần nữa chịu thua, Mục Trần lại biểu hiện từ chối cho ý kiến. Ánh mắt như trước không chút tình cảm nhìn chằm chằm vào tông đằng, hiển nhiên là không có ý định đem việc này đơn giản như vậy bỏ qua. Hắn đã minh bạch, tông đằng loại người này nếu như không phải chân chính đánh cho hắn tàn phế chỉ sợ là hắn nửa điểm cũng không nhớ mà thấy ánh mắt mục trần như vậy tông đằng hiểu được mục trần chỉ sợ là thực sự tức giận rồi việc này một trăm vạn trí tôn linh dịch có lẽ cũng không giải quyết được nghĩ thế tông đằng lông mày nhăn lại hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục trần không hề có chút nhượng bộ thản nhiên nói đã như vậy hôm nay tông đằng ta ngược lại muốn xem xem ngươi phải chăng cũng có thể một quyền đánh bại ta nếu có thể làm được muốn cái mệnh này tông đằng ta cũng cho ngươi Tông Đằng đích thật là nhân vật tàn nhẫn quyết đoán. Đã nhìn thấy chịu thua là vô dụng vậy thì không cần nói nhiều, Mục Trần này muốn tạo uy, Tông Đằng hắn cũng chỉ có thể thể hiện ra lực lượng của mình. Làm cho hắn hiểu được ai mới phải kiêng kỵ ai, coi như có chút phách lực. Mục Trần nhìn thấy Tông Đằng quyết đoán như vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, Tông Đằng này so với Lục Tùy đích thật là cao hơn một bậc, khó trách có thể trở thành thiên bằng tộc thiên kiêu trẻ tuổi ưu tú nhất. Hơn nữa thanh danh tại bên ngoài thiên bằng tộc cũng có không ít. Oanh, đã có quyết định tông đằng không do dự nữa ánh mắt âm hàn linh lực bàng bạc từ trong cơ thể hắn đi ra trong lúc mơ hồ giống như là có thêm thanh âm đại bằng thét dài truyền ra theo tông đằng trong cơ thể phát ra cảm giác áp bách lập tức dẫn tới không ít cường giả ánh mắt ngưng trọng thực lực tông đằng coi như trong thất phẩm trí tôn đều có thể tính là không tệ so với lục tùy hiển nhiên là mạnh hơn không ít khó trách có được bực này dũng khí bất quá đối với việc này mục trần ngược lại thần sắc vẫn bình tĩnh nếu như trước đây long phượng thể chưa đột phá tầng thứ hai hắn muốn muốn đối phó tông đằng tất nhiên sẽ phải mang hết át chủ bài ra thậm chí còn phải bố trí linh trận mới có thể đối phó nhưng bây giờ hiển nhiên đã không cần phiền toái như vậy bá thân ảnh tông đằng hóa thành kim quang mãnh liệt lao tới một quyền mang theo tất cả linh lực đánh ra kim quang bắt đầu khởi động bên trong quyền ảnh phảng phất như có kim sắc đại bằng vỗ cánh một cỗ sắc bén chi khí không cách nào hình dung mang tất cả mảnh đất phá thành một đống bừa bộn bằng ảnh thần quyền xung quanh tất cả cường giả cũng là tranh thủ thời gian lui về phía sau tông đằng hiển nhiên cũng đã biết mục trần lợi hại cho nên ra tay là toàn lực một quyền này lấy thực lực lục tùy chỉ sợ cũng lựa chọn tránh né kim sắc bằng ảnh giống như kim quyền oanh bạo không khí hóa thành kim quang thẳng đến mục trần kim quang trong mắt mục trần cấp tốc phóng đại sau một khắc hắn cũng đánh ra một quyền kim quang bắt đầu khởi động cũng không có bất kỳ chấn động linh lực nào hoàn toàn dựa vào độ cường hãn thân thể oanh hai đạo quyền quang chạm nhau, lập tức sóng xung kích đáng sợ bộc phát ra, đại địa dưới chân hai người vào lúc này nứt vỡ tràn ra, phế tích xung quanh hóa thành cho bụi. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, Mục Trần thân thể cũng là run lên, bất quá mặc dù là đối quyền cũng đem cỗ lực lượng đã nhận lấy hóa giải. Trái lại tông đằng thì là trực tiếp bị đẩy lui một bước, bàn chân trên mặt đất lưu lại dấu vết thật sâu, bởi vậy có thể thấy được tông đằng này thực lực hoàn toàn không kém, Mục Trần khi trước một quyền đả thương nặng lục tùy nhưng với tông đằng lại chỉ làm hắn lui ra phía sau một bước đều là thất phẩm trí tôn không nghĩ tới tranh lệch cũng to lớn như vậy bất quá mặc dù chỉ là lui về phía sau một bước nhưng sắc mặt tông đằng càng thêm âm trầm bởi vì chỉ có hắn mới hiểu mục trần thân thể cùng với lực lượng khủng bố đến mức nào lúc trước một quyền kia hắn đã vận dụng linh lực cùng với lực lượng thân thể nhưng mục trần chỉ là sử dụng thân thể chi lực người này như thế nào trong thời gian ngắn ngủi thân thể lại cường hoành đến loại trình độ này thống khoái đang lúc tông đằng trong nội tâm kinh ngạc, mục trần lại nhách miệng cười cười, trực tiếp một bước bước ra, quyền phong đáng sợ lại lần nữa hung hăng đánh tới căn bản, cũng không cho tông đằng thời gian lùi về phía sau, hắn hôm nay lực lượng thân thể tăng cường quá nhiều, cho nên đối với lực lượng bản thân trong một thời gian ngắn, cũng là khó có thể khống chế hoàn mỹ, mà trước mắt đã có bia ngắm tốt như vậy để luyện quyền, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tâm niệm xẹt qua, thân ảnh mục trần hóa thành kim quang mãnh liệt bắn tới. Kim Quang Quyền ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đánh tới tông đằng. Đối với thế công cuồng bạo của Mục Trần, tông đằng cũng chỉ có thể thúc dục linh lực toàn lực ứng phó. Phanh, 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 từng đạo quyền thịt va chạm thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên. Khí lãng cuồn cuộn, chấn động bầu trời, mỗi một đạo thanh âm trầm thấp đều như lôi đình nổ vang, lực lượng cuồng bạo trùng kích ra. Phiến khu vực này, phần đông cường giả các tộc đều là sắc mặt thoáng có chút ngốc trệ nhìn qua hai đạo thân ảnh, kim sắc quang ảnh, dưới chân của bọn hắn không ngừng văng tung tóe tạo ra từng đạo vết rách thật sâu. Nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy không thể tư ổng tượng chính là tông đằng, toàn thân linh lực bằng bạc mênh mông, vậy mà lại liên tiếp bại lui trước thế công không hề có chấn động linh lực của Mục Trần. Cơ hồ mỗi một lần nắm đấm hung hăng của Mục Trần đánh xuống tông đằng, đều bị bức lui, thậm chí linh lực quanh thân hắn đều bị đánh tan không ít. Tới lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu, Mục Trần này thân thể đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Thân thể này, quả thực so với bọn họ những thần thú chi thân, còn muốn khủng bố hơn. Thật không biết cái đồ biến thái này đến tột cùng tu luyện như thế nào, bọn họ rất rõ ràng tu luyện thân thể đến tột cùng gian nan cỡ nào. Mấy vị cường giả thiên bằng, tộc vào lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tông đằng liên tiếp bại lui, đặc biệt là liễu thanh khuôn mặt lúc này càng lộ ra xanh trắng luân chuyển. Lúc trước nàng vẫn xem thường mục trần thân phận nhân loại, cùng với thực lực chỉ là lục phẩm trí tôn, mà xưa nay nàng luôn tôn sùng tông đằng nhưng giờ lại trước mặt tên nhân loại nàng đã từng khinh thường chật vật như thế loại này tương phản làm cho nàng cơ hồ khó có thể tưởng tượng nổi mục trần đại ca thật sự là quá lợi hại mặc linh mắt to lấp lánh như vì sao vẻ mặt sùng bái nhìn mục trần mặc phong cũng là thần sắc mặt ngưng trọng thực lực của hắn cùng tông đằng tương tự nhưng mà trước mắt thấy tông đằng chật vật như thế nói cách khác hiện tại mục trần chỉ sợ sức chiến đấu đã vượt qua hắn xem ra thân thể mục trần tại trong luyện thể tháp đã lấy được đột phá cửu u trong đôi mắt đẹp đồng dạng là có thêm vẻ ngạc nhiên nàng đối với mục trần quá mức hiểu rõ khi trước nhục thể của hắn tuy cũng là cường hãn nhưng chưa đạt được loại trình độ này mặc phong thần sắc hơi dịu xuống nhất thời khẽ thở dài một tiếng nói chỉ sợ phương thức của hắn mới là chính xác nhớ lại tình cảnh trong luyện thể tháp tầng thứ nhất bởi vì những cơ duyên kia mà bọn hắn đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để làm tăng lên tốc độ trong khi đó mục trần lại là lựa chọn phương thức rèn luyện nguyên thủy nhất đúng là cái loại rèn luyện này mới làm cho nhục thể của hắn tinh tiến kinh người như thế cửu u cũng nhẹ nhàng gật đầu những người khác đều là bị cái hư vô mờ mịt thần thông thánh vật cơ duyên che đậy hai mắt chỉ có mục trần làm đến nơi đến trốn từng bước một nhận lấy phương thức rèn luyện tàn khốc trong luyện thể tháp cho nên xem ra mục trần hiển nhiên là người đạt được cơ duyên chân quý nhất trong luyện thể tháp mục trần đang dùng tông đằng thử quyền ánh mắt cửu u lần nữa nhìn lại cuộc đối chiến, đôi mắt đẹp chứa đựng vui vẻ nhàn nhạt, nhạt nói. Nàng đã phát giác được, trong thời gian ngắn ngủ mười mấy, mấy phút đồng hồ, Mục Trần đánh ra trên trăm quyền, mà mỗi một quyền càng ngày càng thanh thoát hơn, không như vừa mới bắt đầu, cuồng bạo vô cùng dễ phóng khó thu. Hiển nhiên, Mục Trần đang mượn tông đằng tôi luyện bản thân bạo tăng lực lượng. Chiến ý tông đằng đã hoàn toàn biến mất. Mạc Phong cũng là gật gật đầu, chợt nói, trận chiến đấu này không sai biệt lắm muốn đã xong tông đằng hiển nhiên cũng đã nhận ra lực lượng mục trần đánh ra càng thanh thoát hơn cho nên hắn cũng minh bạch trận chiến này trừ phi hắn chính thức liều chết một trận bằng không thì phần thắng không lớn thanh âm mặc phong vừa nói ra chỉ thấy được trên thân thể tông đằng kim quang đại phóng rồi sau đó thân ảnh hắn biến hóa nhanh chóng thành kim sắc đại bằng khổng lồ ngàn trượng cự trào đại bằng liền đem mọi người thiên bằng tộc bắt lấy phía trên hai cánh có vô tận kim sắc phù văn hiển hiện trong thiên địa cuồng phong gào thét vỗ cánh một cái liền hóa thành kim quang hướng phía xa trốn, đi. Tông đằng đột nhiên bỏ chạy, nhất thời làm cường giả nơi đây trợn mắt há hốc mồm. Kim quang thoáng hiện, mục trần thân ảnh hiện ra, hắn nhìn về phía tông đằng vừa bỏ chạy, cũng là cười nhạt một tiếng sau đó bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được một thanh kim linh vũ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Vũ kiếm đột nhiên vung xuống, linh lực trong cơ thể cùng với thân thể lực lượng đều quán trú vào. Ông, một đạo kim sắc kiếm quang ước chừng mấy trăm trượng mãnh liệt bắn ra, giống như xuyên thấu không gian lập tức biến mất. Khi kim sắc kiếm quang biến mất, lập tức phía xa truyền đến một đạo thanh âm thê lương, trong lúc mơ hồ giống như là có thêm huyết quang tại bầu trời tách ra. Hiển nhiên, tông đằng trong lúc bỏ chạy, cũng không thể thoát một kiếm vừa rồi của Mục Trần, trực tiếp bị trọng thương. Thân ảnh thon dài Mục Trần cầm trong tay vũ kiếm, ở phía xa, trên bầu trời khung cảnh máu tươi đỏ sậm, hào quang bao phủ thân thể hắn đúng là làm hắn lúc này có một loại tư thái giống như vô địch một màn vừa rồi làm cho nơi đây không ít cường giả trong lòng đều là hơi chấn, trong lòng dâng lên nỗi kiêng kỵ nồng đậm. bọn hắn biết rõ sau trận chiến này chỉ sợ thanh danh mục trần sẽ rất nhanh tại đây trong thần thú chi nguyên truyền đi. tên hắc mã này càng như thế chói mắt. chương 1015 thượng cổ bảo thú tuần sau đi thực tập nên tiến độ đang không xác định dc còn theo tông đằng bỏ chạy. kịch chiến ở bên ngoài luyện thể tháp cũng kết thúc, chỉ còn lại các cường giả của những chủng tộc thần thú khác đều lấy ánh mắt ngưng trọng cùng kiêng kỵ thật sâu nhìn thoáng qua mục Trần, sau đó cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Hiện tại luyện thể tháp đã đóng lại, phải thời gian rất lâu sau mới mở ra lần nữa, trong khoảng thời gian đó, bất luận dùng phương pháp gì cũng đều không cách nào mở ra tiếp được nữa, cho nên nơi đây đã mất đi lực hấp dẫn, hiển nhiên cũng không còn ai nguyện ý tiếp tục ở lại chỗ này. Thần thú chi nguyên bao la vô tận, trong đó có vô số cơ duyên đang chờ được khai quật cho nên tự nhiên sẽ không ai cố sống cố chết ở lại một chỗ quá lâu. Bất quá, tuy rằng nói ly khai, nhưng hiển nhiên vô số cường giả đều sẽ nhớ kỹ tên nhân loại có tên là Mục Trần, thận thể cường hãn, vượt qua cả thần thú để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, chỉ sợ lần này không phải là lần cuối cùng gặp phải Mục Trần. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ thiên kiêu của các chủng tộc cường đại tiến vào thần thú tri nguyên lần này, đều sẽ biết được sự hiện hữu của hắn mà trong lòng mọi người cũng thoáng có chút hiếu kỳ, không biết đến lúc đó, nếu như tên mục trần gặp phải những thiên kiêu trong các chủng tộc thần thú kia, sẽ tạo nên cảnh tượng như thế nào, nếu như có giao phong, tất nhiên sẽ giống như lưu tinh chạm vào nhau, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chuyến rèn luyện ở thần thú chi nguyên lúc này mới chính thức bắt đầu, chờ đến lúc tất cả các thiên kiêu đều tụ tập, thì lúc đó mới là thời điểm cao trào nhất của thần thú chi nguyên. Ha <laughs> ha, mục huynh thật sự là hảo thủ đoạn, than thể chi lực đạt đến trình độ này, e rằng ngay cả bản thân ta cũng không sánh bằng tại lúc bên ngoài luyện thể tháp dần trở nên yên tĩnh hàn sơn ngược lại là ôm quyền cười nói ngôn ngữ của hắn lộ ra vẻ khách khí lạ thường loại thái độ này cùng với lúc bên trong luyện thể tháp còn thân thiện hơn rất nhiều hiển nhiên tại lúc mục trần cùng tông đằng đánh với nhau hắn cũng đã quan sát thấy cho nên hắn đối đãi với mục trần cực kỳ khách khí thậm chí hiện tại mặc dù là hắn dốc toàn lực ra tay cũng không nắm chắc là có thể chiến thắng mục trần Mục Trần cũng là mỉm cười ôm quyền, thái độ ôn hòa, cũng không tiếp tục đối phó Tông Đằng, Hàn Sơn này cũng là nhân vật không tầm thường. Nếu như có thể giao hảo, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Bất quá, Mục Huynh hôm nay xem như triệt để đắc tội với Tông Đằng A. À, chém, Hàn Sơn nhìn thoáng qua thân ảnh Tông Đằng đang lủi thủi thu dọn bàn phím và chuột, cười nói, tên Tông Đằng tuy cũng là hạn thách đấu Hàn Quốc, nhưng kỳ thật cũng không đáng để lo, nhưng theo ta được biết, Tông Đằng cùng với SKTT1 cũng coi như là có quan hệ thân thiết, SKTT1. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ, mặc dù hắn đối với top rank thế giới biết được cũng không phải thập phần tinh tường, nhưng cũng biết rõ, team SKTT1 trong số toàn bộ hạng rank thách đấu, trên thế giới đều đạt thừa xứng đứng hàn đâu, xét về thực thực thì mạnh hơn hẳn cho với EU, Na, TQ không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả trẻ châu VN cũng không cản nổi. Hàn Sơn nhìn thoáng qua thân ảnh tông đằng trước khi biến mất ở phía xa xa, cười nói, tên tông đằng tuy rằng ở thiên bằng tộc cũng xem như là thiên kiêu, nhưng kỳ thật cũng không đáng để lo nhưng theo ta được biết thiên bằng tộc cùng côn bằng tộc có quan hệ khá thân thiết với nhau mà tên tông đằng này trong côn bằng tộc cũng coi như là có quen biết với nhiều người côn bằng tộc mục trần nghe vậy ánh mắt lập tức ngưng tụ mặc dù hắn đối với các chủng tộc thần thú cũng không phải là tinh tường lắm nhưng cũng biết rõ côn bằng tộc giữa rất nhiều chủng tộc thần thú cũng xếp hạng không hề thấp xét nội tình thì không yếu hơn long tộc hay phượng hoàng tộc bao nhiêu cả bên cạnh hắn, cửu u cùng mặc phong thần sắc cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Thiên bằng tộc chính là do siêu cấp thần thú kim sĩ sí đại bằng truyền thừa huyết mạch xuống, mà côn bằng tộc lại là ngọn nguồn của kim sĩ sí đại bằng. Cái này cũng giống như cửu u tước, tộc trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch viễn cổ bất tử điểu, mà viễn cổ bất tử điểu, đồng dạng cũng là phượng hoàng nhất tộc. Nếu như tông đằng thật sự là có quan hệ với côn bằng tộc, một khi bị hắn thỉnh động thiên kiêu trong côn bằng tộc thì quả thật có chút phiền toái có thể tưởng tượng nổi những thiên kiêu trong các chủng tộc đỉnh tiêm này thực lực hiển nhiên không phải kẻ thường có thể so sánh đi xi bất quá tuy nói trong nội tâm có một ít tâm lý đề phòng nhưng mục trần cũng không vì vậy mà có bất kỳ e ngại nào những năm gần đây hắn một đường tu luyện mà đến hiển nhiên không phải là dựa vào sợ hãi rụt rè chúng ta sẽ lưu ý đa tạ mục trần lần nữa ôm quyền cảm tạ hàn sơn nhắc nhở hàn sơn cười cười chợt trầm ngâm một chút nói không biết kế tiếp các ngươi đã xác định đi si phương hướng để đi chưa? Mục Trần nghe vậy, cùng cử u nhau một cái, mở miệng nói, chúng ta đang tính toán thử xem có thể tìm kiếm được dấu vết viễn cổ bất tử điểu, hay không? Nàng cũng không cần phải che giấu mục đích bản thân, dù sao nếu như đến lúc đó thực sự có tin tức về bất tử điểu truyền ra, tất nhiên là muốn giấu cũng giấu không được. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có đủ thực lực đạt được. Những năm gần đây này, cửu u tước của nàng không ngừng tìm kiếm, nhưng Thủy Trung đều không có thu hoạch viễn cổ bất tử điểu à? Mà đối với điều này thì Hàn Sơn cũng không kinh ngạc, dù sao hắn cũng là, biết rõ cửu u thước tộc chảy xuôi huyết mạch bất tử điểu huyết mạch, lúc này cười nói, thế các ngươi đã có được tin tức gì chưa? Cửu u tự nhiên là lắc đầu. Nếu như là vậy, ta đây ngược lại có thể cung cấp một ít thông tin có liên quan. Hàn Sơn đạo. Mục Trần cùng cửu u lập tức cả kinh, lập tức quay về phía Hàn Sơn, có chút khó có thể tin mà nói, chẳng lẽ ngươi có manh mối bất tử điểu? Nếu thật là như thế, Hàn Sơn làm sao có thể đơn giản đem tin tức này tiết lộ đơn giản như thế? Manh mối chính xác thì ta quả thật không có. Hàn Sơn cười nói, bất quá so với việc để các ngươi giống như mù loà tìm kiếm thì đỡ hơn một ít. Xin lắng tai nghe. Cửu U chăm chú gật đầu. Thần thú chi nguyên quá mức khổng lồ, mặc dù mục trần người mang chân phượng khí tức, nhưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản cảm ứng được dấu vết bất tử điểu. Mà dưới mắt nếu xác thực có manh mối liên quan, thì đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức cực tốt không biết các ngươi có nghe nói qua vạn thú mộ. Hàn Sơn trầm ngâm nói. Vạn thú mộ. Lời vừa nói ra, Mục Trần không có phản ứng, cửu u cùng mặc phong ngược lại là sắc mặt lập tức biến sắc, trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đó là địa phương nào? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Danh như ý nghĩa, đó chính là một mảnh thú mộ. Nghe nói rất nhiều thần thú cường đại trong thần thú chi nguyên đã vẫn lạc tại nơi đó, cho nên chỗ đó tạo thành một mộ địa khổng lồ vô cùng to lớn, trong đó quanh năm bị tử khí bao phủ, hơn nữa bởi vì xem lẫn với ngoại vực tà khí, làm cho trong đó nguy hiểm tuyệt luân, chính là một tòa hung địa tại thần thú chi nguyên." Cửu U khuôn mặt ngưng trọng nói. "Nhưng mà quả thật có tin tức chính xác truyền ra nói, ở bên trong vạn thú mộ không chỉ có một vị siêu cấp thần thú vẫn lạc." Mạc Phong bổ sung thêm, "Trong đó chẳng lẽ thì có viễn cổ bất tử điểu." Mục Trần nhìn về phía Hàn Sơn. "Trước đó, lúc thần thú chi nguyên mở ra lần thứ nhất, trong tộc đã chúng ta từng có người tiến vào vạn thú mộ, theo như lời hắn nói, tại trong vạn thú mộ có nghe thấy qua tiếng phượng hót cùng với bất tử chi viêm không ngừng thiêu đốt hàn sơn chậm rãi nói cửu u hô hấp lập tức vào lúc này trở nên có chút rồn rập bất tử chi viêm đích thật là chỉ có bất tử điều mới có nếu như lời hàn sơn nói là thật như vậy có khả năng bên trong vạn thú mộ quả thật là nơi vẫn lạc của viễn cổ bất tử điều chỉ là đối với loại hung địa này thật sự là quá mức nguy hiểm dĩ vãng tộc nhân cửu u tước tộc đi vào thần thú chi nguyên để lịch lãm rèn luyện cũng sẽ rất ít khi đi tới những ở địa phương này. Hàn huynh chắc không vô cớ nói cho chúng ta biết những thông tin này chứ. Mục Trần ánh mắt cũng hơi hơi chấp động, chợt hướng về phía Hàn Sơn cười nói, trong ngôn ngữ ý tứ không cần nói cũng biết. Hàn Sơn nói cho bọn hắn biết những tin tức này hẳn là có mục đích của hắn, bởi vì ta muốn tìm người hợp tác. Hàn Sơn thản nhiên nói. Hàn huynh tại Vạn thú mộ phát hiện cái gì a? À? Mục Trần thử hỏi, nếu như không phải phát hiện thứ gì đó khiến hắn động tâm hàn sơn có lẽ cũng không mạo hiểm tiến vào loại địa phương hung địa bậc này hàn sơn nghe vậy cũng trầm mặc đôi chút sau đó nhẹ gật đầu nói trong tộc chúng ta từng có người trước kia bên trong vạn thú mộ phát hiện một đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc thượng cổ đa bảo thú tên này vừa ra không chỉ có cửu u mặc phong kinh hô một tiếng mà ngay cả mục trần cũng lập tức mở to hai mắt trên mặt tràn đầy chấn động thượng cổ đa bảo thú không chỉ có danh khí cực lớn bên trong các chủng tộc thần thú coi như là tại thế giới loài người cũng có danh tiếng cực kỳ vang dội nghe nói thượng cổ đa bảo thú trời sinh ưa thích nuốt các loại kim loại kỳ dị, thiên tài địa bảo, mà những vật này tại trong cơ thể của nó, dùng một loại phương thức cực kỳ thần bí luyện hóa, cuối cùng hóa thành đủ loại thần khí cường đại, thậm chí một ít bảo thú cường đại, trong cơ thể còn có thể luyện chế ra chuẩn thánh vật, thánh vật bực này ngay cả địa chí tôn cũng thèm thuồng không ngớt. Cho nên thượng cổ đa bảo thú được xưng tụng là luyện khí tông sư trời sinh, một khi một đầu thượng cổ đoạt bảo thú vẫn lạc như vậy tất nhiên sẽ đưa tới vô số ánh mắt dò ngó. Bởi vì đó chính là cả một tòa bảo tàng. Bất quá, đáng tiếc chính là số lượng thượng cổ đa bảo thú cực kỳ ít, mặc dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng là rất ít khi xuất hiện, ngày nay tại đại thiên thế giới, càng là hiếm có tới cực điểm. Mặc dù là số lượng cực ít ỏi, nhưng thanh danh của chúng vẫn lớn đến đáng sợ. Cho nên mặc dù là mục trần vốn đối với các chủng tộc thần thú, cũng không phải thập phần hiểu rõ, cũng đã nghe nói tới danh tiếng của chúng, hàn sơn nhìn thấy thần sắc bọn mục trần trở nên chấn động cũng nhẹ nhàng gật đầu nói theo tin tức ta lấy được đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc khi còn sống chỉ sợ thực lực đã tiếp cận giới hạn siêu cấp thần thú nếu như không phải cuối cùng bởi vì trường hạo kiếp kia mà vẫn lạc e rằng rất có khả năng sẽ tiến hóa thành siêu cấp thần thú mà một khi tiến hóa thành là siêu cấp thần thú như vậy trong cơ thể nó có thể luyện hóa ra chỉ sợ so với thánh vật còn đáng sợ hơn nữa bất quá bọn mục trần cũng không vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối ngược lại ánh mắt càng trở nên sáng lên một tí, bởi vì đầu thượng cổ đa bảo, thú vẫn lạc kia đã chạm đến giới hạn siêu cấp thần thú. Như vậy nói cách khác, trong cơ thể của nó rất có thể sẽ có chuẩn thánh vật. Trong cơ thể của nó, có lẽ không chỉ có một kiện chuẩn thánh vật. Hàn Sơn cũng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng, nếu như có thể đạt được một kiện chuẩn thánh vật, như vậy, chuyến lịch lãm rèn luyện thần thú chi nguyên lần này cũng xem như là viên mãn rồi. T bọn mục trần nghe vậy cũng hít sâu một hơi nếu như tin tức này truyền ra chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu chen chúc nhau mà lao đến vạn thú mộ tin tức quý giá như vậy ngươi cầm lòng lấy ra chia sẻ mặc phong cũng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào hàn sơn bảo địa như thế ai lại không muốn một mình chiếm lấy bất luận là cơ duyên như thế nào thì cũng phải có thực lực mới đạt được hàn sơn cười nhạt một tiếng rồi nói trước không đề cập tới hung hiểm trong vạn thú mộ chỉ ở địa phương thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc còn có một số tồn tại rất khó chơi. Mặt khác, quan trọng nhất là tin tức này, không chỉ mình ta biết rõ. Lúc này đây, ngoại trừ chúng ta biết thì bên ngoài còn có một số chủng tộc cũng biết được tin này, lúc này đây bọn hắn chắc cũng đang chuẩn bị nhắm thẳng tới đó. Cho nên, chúng ta cần tìm một người có thể tin cậy để hợp tác. Hàn Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần, cửu u bọn hắn, cười cười nói, lời nói mạo phạm, nếu như trước đó Mục Trần Huynh không biểu hiện ra thực lực đầy đủ, ta đây sẽ không tìm các ngươi để hợp tác như vậy kế tiếp, đáp án của các ngươi là gì? Mục Trần nhìn về phía cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh ba người, bốn người dùng ánh mắt truyền tin, sau đó nhanh chóng có cùng suy nghĩ. Mục Trần ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Sơn, trên khuôn mặt hiện ra dáng tươi cười, sau đó vươn tay ra. Hợp tác vui vẻ. Chương 1016, chạy đi. Đối với lời đề nghị của Hàn Sơn đề nghị, Mục Trần cũng không có bất kỳ lý do để cự tuyệt, không đề cập tới bảo tàng của đa bảo thú, chỉ riêng việc bên trong vạn thú mộ có manh mối bất tử điểu cũng đủ để hắn mạo hiểm một lần. Bởi vì lần này hắn hội tiến vào thần thú chi nguyên, ngoài việc lịch lãm rèn luyện thì mục đích chính yếu nhất là phải trợ giúp Cửu U, đạt được bất tử điểu thần huyết, đạt tới huyết mạch hoàn mỹ, đem những hậu quả về sau của việc kết nối huyết mạch loại trừ đi hết. Nhưng thần thú chi nguyên bao la vô tận, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn ở trong đó tìm kiếm manh mối bất tử điểu, không thể nghi ngờ là giống như là mò kim đáy biển cho nên hiện tại đã có một ít manh mối liên quan, vậy hắn tự nhiên không lý nào lại bỏ qua. Vì vậy, đối với lời đề nghị của Hàn Sơn, Mục Trần cùng Cửu U không có bao nhiêu do dự, trực tiếp gật đầu đồn ý hợp tác. Còn về phần Mặc Phong cùng Mạc Linh cũng không có dị nghị gì, bọn họ lần này tiến vào Thần thú Chi nguyên vốn là muốn tìm kiếm Cơ duyên, cái gọi là Vạn thú mộ tuy ẩn chứa hung hiểm vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là nơi ẩn chứa Đại Cơ duyên. đã như vậy, chúng ta lập tức liền khởi hành từ đây đi vạn thú mộ còn cách rất xa, dựa theo suy đoán của ta, nếu dùng tốc độ nhanh nhất mà đi thì tối thiểu cũng phải cần 5 ngày mới tới. Hàn Sơn nhìn thấy bọn người mục trần đồng ý hợp tác, trên gương mặt cũng trở nên tươi cười hơn, sau đó hắn về phía sau vẫy tay, lập tức ở phía xa xa ba đạo thân ảnh lao đến, đứng phía sau lưng hắn. Ba đạo nhân ảnh quanh thân mặc trọng giáp màu đen, toàn thân sát khí lượn lở, hiển nhiên cũng là cường giả tê ma tộc, trong số ba người thậm chí còn có hai người đạt đến thất phẩm trí tôn, chỉ có một người tỏ ra hơi yếu thế một chút, nhưng cũng đã đạt tới lục phẩm trí tôn đỉnh phong, xét toàn bộ đội hình thì cũng coi như là không yếu. Mà ba vị cường giả tê ma tộc này tuy toàn thân đều là sát khí, nhưng ngược lại đối với bọn Mục Trần lại cực kỳ khách khí. Hiển nhiên trước đó, Mục Trần bày ra thực lực cường hãn đã hoàn toàn chinh phục DC bọn hắn, cho nên bọn hắn đối với việc Hàn Sơn muốn tìm bọn Mục Trần để hợp tác, hoàn toàn không có ý kiến. Bốn người Mục Trần cũng gật đầu hảo hữu đối với ba vị cường giả tê ma tộc một cái vào lúc này trong tòa phế tích chỉ còn lại giải rác vào bóng người đại bộ phận mọi người đều đã ly khai về phần lôi nha tộc ngay lúc tông đằng bỏ chạy cũng liền lập tức mang theo lục tùy không biết chết sống bỏ đi thấy vậy mục trần cũng không ngăn cản tuy nói lôi nha tộc có chút đáng ghét nhưng hắn cũng không thể đem bọn hắn tại đây loại bỏ hoàn toàn bởi như vậy khó mà tránh khỏi việc sẽ đắc tội với lôi nha tộc dù sao đó cũng là cả một chủng tộc linh thú nếu như thật sự gây thù chuốc oán thì đối với mục trần quả thật là phiền phức không nhỏ Đương nhiên, như thật sự có kẻ muốn gây hại với hắn, tỉ như nói tông đằng trước đó, nếu như hắn vẫn cố chấp mà tìm mục trần để tính sổ, thì khi có DC cơ hội, hắn sẽ không ngần ngại mà trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên đối với loại tôm tép như lục tùy, đã không còn bao nhiêu uy hiếp với hắn, nên hắn tự nhiên sẽ không bỏ công để ý tới. Cả hai đội ngũ đứng cùng với nhau, dựa vào đội hình cũng coi như là có chút cường hoành. Mà Mục Trần cùng Hàn Sơn cũng không trần trừ quá lâu, sau khi phân biệt phương hướng liền trực tiếp khởi hành hóa thành tám đạo quang ảnh rời đi khỏi tòa thành thị phế tích sau khi bọn hắn ly khai quanh tòa phế tích lại lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ còn mấy tòa thạch tháp cổ xưa vẫn sừng sững đứng vững qua vô tận tuế nguyệt trở thành minh chứng cho việc nơi đây đã từng có một thời huy hoàng và tráng lệ mà ngay lúc bọn người mục trần khởi hành nhắm thẳng phư ơ gờ hướng về vạn thú mộ mà đi thì cùng lúc ở một địa phương khác hưu phía trên bầu trời mấy đạo thân ảnh gào thét mà đi cuối cùng chật vật đã rơi vào trên một ngọn núi một đầu kim sắc đại bằng cực lớn toàn thân kim quang yếu ớt, hóa thành một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này tất nhiên chính là Tông Đằng, ở sau lưng hắn bọn người Liễu Thanh sắc mặt tái nhợt cũng lần lượt đi tới. Tông Đằng đại ca, ngươi. Liễu Thanh khuôn mặt trắng bệch nhìn qua Tông Đằng, lúc này đây sắc mặt dữ tợn đáng sợ, cánh tay phải của hắn, cơ hồ là tận gốc đứt gãy, máu tươi chảy ròng. Trước đó hắn tuy quyết đoán rút lui, nhưng vẫn bị một kiếm của Mục Trần cắt đứt một cánh tay. Mục Trần, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, chạm vào chỗ bị chặt, tông đằng oán độc rít gào nói, hắn đường đường là thiên kiêu thiên bằng tộc, lại bị một tên nhân loại làm cho trở nên chật vật như thế này, thậm chí còn bị đoạn đứt một cánh tay, việc này nếu là truyền tới bổn tộc, chắc chắn sẽ thành trò cười cho mọi người. Tông đằng đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh tông viêm sắc mặt tái nhợt hỏi, dưới mắt tông đằng đã bị thương nặng, xem như sức chiến đấu của bọn họ bị giảm mạnh, nếu như lại tiếp tục đi tranh giành cơ duyên với một số chủng tộc cường hoành khác, nói không chừng cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại thần thú chi nguyên lần này. Tông đằng ánh mắt dữ tợn, liền hít sâu một hơi, đem cảm xúc dần ổn định lại, ngữ khí lạnh lạnh nói, đi tìm côn bằng tộc, Tông Thanh Phong lần này cũng theo đội ngũ côn bằng tiến vào thần thú chi nguyên, chỉ cần có hắn hỗ trợ, muốn xử lý mục trần, dễ như là trở bàn tay. Ba chữ Tông Thanh Phong vừa lọt vào tai, sắc mặt bọn người liễu thanh, Tông Viêm lập tức trở nên nóng bỏng, vì vậy danh tự đó, trong thế hệ trẻ tuổi thiên bằng tộc gần như là một truyền kỳ, hắn vốn là tộc nhân của thiên bằng tộc nhưng bởi vì thiên phú vô cùng cao nên được trưởng lão côn bằng tộc liếc chúng trực tiếp thu làm đệ tử tiến vào trong côn bằng tộc thậm chí tại côn bằng tộc nơi mà kỳ tài nhiều như mây thì hắn cũng có thể cũng coi là nổi bật xét thiên phú cùng thực lực thì so về tông đằng còn muốn càng mạnh hơn nữa nếu như tông thanh phong chịu ra tay hỗ trợ cái tên nhân loại mục trần nhất định sẽ bị hắn hung hăng trà đạp dưới chân vừa nghĩ tới việc đem toàn bộ ngạo khí của mục trần phá hủy dẫm nát dưới chân lúc, bọn người liễu thanh không khỏi cảm thấy cực kỳ khoái ý, bộ dáng giống như việc đó đã là thật, cảnh ban đêm dần đến, bao phủ đại địa. Thần thú chi nguyên ban đêm cực kỳ rét lạnh, hơn nữa toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại âm lãnh chi ý, nguyên nhân phát ra tử khí là vì trên phiến đại lục này, đã từng vẫn lạc rất nhiều cường giả thú tộc, cho nên mặc dù đã vẫn lạc ngàn vạn năm, nhưng ngay khi trời tối, thần thú chi nguyên như cũ vẫn sẽ bị tử khí ăn mòn, âm hàn vô cùng. Bởi vậy bình thường vào ban đêm, Cơ hồ tất cả cường giả tiến vào thần thú chi đều không lựa chọn di chuyển, mà sẽ tìm địa nghỉ ngơi, chống cự lấy tử khí an mòn. Tại một tòa thành thị này đã sụp đổ, có một sơn động được mở được bao phủ bởi một loại hỏa diễm màu trắng, đó là một loại hỏa diễm đặc thù có tác dụng ngăn ngừa tử khí, làm cho cả sơn động đều miễn dịch tử khí an mòn. Mà trong sơn động, đoàn người mục trần ngồi xếp bằng quay quanh đống lửa ngồi, hắn nhìn lên bạch sắc hỏa diễm trước mắt, không nhịn không được cảm thán một tiếng mọi người Hàn Sơn hiển nhiên chuẩn bị mọi thứ để ứng phó so với bọn hắn, thì chu toàn hơn nhiều, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tất cả để đi vạn thú mộ. Dựa theo tốc độ của chúng ta, có lẽ chỉ cần 4 ngày là có thể đến vạn thú mộ. Đứng trước đống lửa Hàn Sơn cong ngón búng ra, ngọn lửa bay lên phía trên tạo thành một bức bản đồ, hắn chỉ vào một điểm trong đó rồi nói, hai ngày sau, chúng ta sẽ đi tới nơi đây, nơi này là một điểm tự do giao dịch, cho nên sẽ có rất nhiều cường giả tập trung tại chỗ này. Chúng ta cũng cần tới chỗ này để chuẩn bị thêm vài thứ, mặt khác hàn sơn nhìn về phía mục trần cửu u cười nói tại đây thứ tốt cũng không ít nếu có cơ duyên nói không chừng lại ở chỗ này có thể đạt được bảo vợ ta từng nghe nói đã từng có một kẻ ngu xuẩn không nhìn được hàng trong lúc vô tình đã lấy được một mảnh tàn thiên thần thông đem ra buôn bán cuối cùng bị người khác giá thấp mua đi tàn thiên thần thông mục trần cửu u lập tức sững sờ cũng nhếch miệng cười một tiếng tên này quả nhiên đúng là ngu xuẩn cực độ bất quá lời của hàn sơn cũng đem đến bọn hắn không ít hứng thú thần thú chi nguyên quả thực quá mức rộng lớn, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu cơ duyên, cho nên người may mắn đạt được cơ duyên người không phải là ít, một ít người không có nhãn lực, hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ đem một ít bảo bối hiếm thấy bảo bối đem ra mà, không biết. Ở chỗ này dùng trí tôn linh dịch để giao dịch, đương nhiên, cũng có thể lấy vật đổi vật. Hàn Sơn cười nói, Mục Trần gật đầu, tính cả 50 vạn trí tôn linh dịch đoạt được từ Tông Đằng, thì trên người hắn tổng cộng có gần 200 vạn, nếu như vô tình gặp phải bảo bối phù hợp, cũng có thể ra tay thoáng một chút. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tranh thủ đi. Hàn Sơn lại lần nữa nói về một ít quy củ bên trong điểm giao dịch, sau đó không nói thêm lời liền trực tiếp nhắm mắt, tiến vào bên trong trạng thái tu luyện. Bên cạnh đó, bọn người cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh cũng tự mình tìm địa phương khác rồi bắt đầu tu luyện. Mục Trần thì trong sơn động tự tìm chỗ trống để tu luyện một mình, sau đó tiến vào trong đó rồi ngồi xuống đã tọa, bất quá hắn không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện ngay, mà là sắc mặt nghiêm túc và hít sâu một hơi, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Mà ngay lúc hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hắn lại hiện lên quang cảnh, đó là một mảnh chiến trường mênh mông cổ xưa, khắp thiên địa tràn ngập khí thế chém giết. Mà ở trung tâm của chiến trường, một thân ảnh màu đỏ sậm đứng sừng sững, hắn thân như bàn thạch, phảng phất như dù có là thiên quân vạn mã lao tới, cũng không cách nào dung chuyển được thân thể của hắn. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ sẫm đó, chỉ thấy được theo thời gian dần trôi qua khí thế sát phạt lấy hắn làm trung tâm mà hội tụ đến quanh thân làm cho hắn giống như một ma thần thân ảnh đỏ sậm chậm rãi ngẩng đầu hai mắt đỏ ngầu như máu nhìn vào mục trần sau đó sát phạt chi khí cuồn cuộn hội tụ lại với nhau theo thời gian dần dần hóa thành vô số chữ màu huyết hồng mục trần ngưng thần nhìn lại sau đó trong lòng liền hung hăng chấn động xá thân ma quyền thức thứ nhất xả thân nhập ma tuy mục trần cuối cùng ra ngoài luyện thể tháp mà không hề hao tổn gì cả nhưng cũng không có có bất cứ người nào cho rằng Mục Trần thông qua được khảo nghiệm tầng thứ 5, bởi vì theo bọn hắn, đó căn bản là chuyện chuyện không thể nào. Nhưng tất cả đều không ngờ tới, cái gọi là khảo nghiệm tầng thứ 5, thực sự không phải khảo nghiệm về thực lực, mà là khảo nghiệm về khí phách xả thân. Mục Trần ở dưới hủy diệt chi quyền kia kiên trì tới phút cuối cùng, cho nên thân thể hắn nhìn như bị một quyền kia hủy diệt, nhưng hắn lại biết rõ, canh bạc này, hắn đã thật sự chiến thắng rồi. Mà tiền đặt cược đạt được, chính là thần thông do vị huyết chiến vương kia tự nghĩ ra, xá thân ma quyền. Chương 1017, điểm giao dịch tự do. Lão nào rảnh rỗi vào vá vài chương từ 1021 2028 phụ coi nào, EDG về nước nên nhận vá thêm một chương, còn CK mà SKTT một vô địch thì nhận ba chương, còn vài chương chia ra đi, mà lần trước có bác nói chất lượng ảnh cos càng ngày càng đi xuống, giờ coi thử coi cỡ vậy ok chưa? Sát phạt chi khí ngập trời, mang theo vô tận chiến ý cuồn cuộn chạy vào trong đầu mục trần sau đó liên tục không ngừng cọ rửa lấy tâm linh mục trần làm cho hai mắt của hắn đều nên đỏ thẫm như máu phẳng phất như có khát máu chi khí từ trong nội tâm không ngừng dâng lên ngay lúc phát giác được điểm này mục trần lập tức quyết đoán ngưng lại quá trình cảm ứng sau đó hai mắt đóng chặt lập tức mở ra sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng xá thân ma quyền này quả nhiên khủng bố chỉ là tu luyện trong chốc lát thôi cũng khiến hắn bị cỗ chiến ý sát phạt ảnh hưởng bất quá đối với việc này mục trần cũng không có cảm thấy có gì phải lo lắng nếu như thần thông thuật dễ dàng như vậy là có thể tu luyện thành như vậy quả thực không xứng danh thần thông thuật rồi xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này cần phải dần dần cảm ứng khí thế sát phạt kia đợi đến lúc có thể thích ứng được mới có thể thử tu luyện mục trần lầm bầm muốn thi triển ra xá thân ma quyền nhất định phải làm cho bản thân lẫn tâm linh đều ở vào trạng thái sát phạt chỉ khi có được loại khí thế liều mình quên cả sống chết mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của xá thân ma quyền bất quá tuy nói xá thân ma quyền tu luyện rất khó nhưng mục trần vẫn như trước âm thầm hoan hỉ tuy nói hắn đạt được chỉ là thức thứ nhất nhưng nếu như có thể tu luyện thành công nhất định sẽ trở thành lá bài tẩy mạnh nhất của hắn hô mục trần hít sâu một hơi đem mừng rỡ trong lòng áp chế xuống sau đó ổn định tinh thần lại lần nữa bắt đầu đem tinh thần tiến nhập vào bên trong chiến trường từ giờ trở đi hắn muốn cả ngày lẫn đêm đều cảm ngộ cái khí thế sát phạt đẫm máu kia, để sớm ngày thích ứng. Bởi vì hắn rất chờ mong, khi hắn có thể thi triển ra xá thân ma quyền lúc, một quyền kia, đến tột cùng sẽ có uy lực kinh thiên động địa tới mức nào. Sáng sớm hôm sau, ngay khi cảnh đêm vừa tan đi, đoàn người mục trần đều từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, sau đó chỉnh đốn đôi chút, liền lập tức xuất phát. Trong suốt quãng đường đi, Mục Trần cũng coi như là được kiến thức mức độ rộng lớn, bao la của thần thú chi nguyên, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ phát hiện một ít khu vực che kín lấy vực sâu vạn trượng nếu như nhìn từ trên cao xuống sẽ phát hiện những thâm uyên kia giống như là bị bố già dâu trắng dùng năng lực của trái ác quỷ gura gura mạnh mẽ giáng xuống vậy một màn này khiến cho ngư ở ta có cảm giác như toàn bộ đại lục đều bị đánh đến vỡ vụn ra tất cả đều là minh chứng cho ở thời kỳ viễn cổ ngoại vực tà tộc nhiên phát động tấn công đối với thần thú chi nguyên đến tột cùng là hủy thiên diệt địa đến mức nào mà về phần trong những khe vực sâu kia mặc dù một ít nơi có bảo khí phát ra, nhưng bọn người mục trần căn bản không dám xâm nhập vào trong đó, bởi vì trong đó mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng vẫn như cũ bị tà khí ăn mòn. Những tà khí kia cùng linh lực trong thiên địa không hợp nhau, một khi rơi vào trong đó, rất có thể linh lực trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hầu như không còn, thậm chí bị tà khí ăn mòn. Suy giảm tới thần phách. Trong quá trình di chuyển, đoàn người mục trần cũng gặp không ít. Các đoàn người của nhiều chủng tộc khác nhau, bất quá, đa số đội ngũ khi nhìn thấy đội hình bọn hắn thì đều lựa chọn cách tránh né. Dù sao, nếu như từ biểu hiện bên ngoài mà đánh giá thì đoàn người của hắn, có 5 người là thất phẩm trí tôn hàng thật giá thật, ba người còn lại thì ngoài mặc linh, nhìn có vẻ yếu nhược thì còn lại không ai có vẻ yếu kém cả. Do đó, mặc dù vẫn có một số đội ngũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn, thì đa phần đều không gây ảnh hưởng gì cả. Vì vậy, ban ngày đều dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, ban đêm khổ tu xá thân ma quyền cảm ngộ sát phạt chiến ý, thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua. Đến ngày thứ ba, bọn người mục trần đột nhiên phát hiện càng ngày càng nhiều linh, lực chấn động bắt đầu xuất hiện, hơn nữa dựa vào phương hướng, tất cả đều đang tập trung về một chỗ. Một màn này làm cho mục trần biết được, có lẽ điểm giao dịch tự do theo như lời Hàn Sơn nói, có lẽ sắp tới rồi. Mà ngay lúc ý niệm vừa động thì trước mắt mục trần, ở phía xa xôi nơi cuối chân trời, dần dần xuất hiện một tòa cự thạch khổng lồ nằm trên một ngọn núi lớn có thể nhìn thấy một số ít công trình kiến trúc cổ xưa biến thành, vô số đạo linh lực chấn động đều từ trong đó phát ra. Còn ở xung quanh, không ngừng có những đạo quang ảnh gào thét mà đến, cuối cùng đều tiến nhập vào bên trong tòa cự thạch. Hiển nhiên khu vực này chính là điểm giao dịch tự do theo lời Hàn Sơn. Chúng ta đến rồi. Hàn Sơn lúc này cũng hu ống về phía bọn Mục Trần gật đầu cười nói, đợi lát nữa sau khi tiến vào điểm giao dịch, chúng ta tạm thời tách ra, thu mua một ít dụng cụ chống tử khí, để thuận tiện hơn khi tiến vào vạn thú mộ nếu gặp phải sự cố cũng có thể có cái mà dùng nhiều hơn một chút tự cũng nhiều hơn một phần bảo đảm tốt mục trần nghe vậy cũng liền gật đầu đồng ý Hư, toàn đội lưu quang sạch qua phía chân trời nhanh chóng tiếp cận điểm giao dịch sau đó chậm chậm đáp xuống ở phía bên ngoài đứng ở bên ngoài nhìn vào tòa giao dịch điểm mục trần trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc mức độ phồn hoa tại ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn dựa theo hắn phỏng đoán chỉ sợ chỉ là cái tòa giao dịch điểm này số lượng không dưới ngàn người một đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong điểm giao dịch, rồi sau đó, Hàn Sơn cùng ba vị cường giả tê ma tộc trực tiến tách nhóm mà đi, lưu lại bốn người mục trần. Mạc Linh vừa tiến vào nơi đây liền lập tức trở nên hưng phấn, nội tâm thiếu nữ thích nào nhiệt thích náo nhiệt không thể bỏ được, mục trần ba người thấy thế, cũng chỉ cười cười, bọn hắn vốn là ôm tâm tình đào bảo mà đến, cho nên cũng vui vẻ đi phía sau lưng nàng, tùy ý để nàng dẫn đầu đi dạo. Bên trong điểm giao dịch tương đối rộng rãi, chung quanh cự thạch cổ xưa, hiện ra đủ loại tư thái, một ít người ngồi xếp bằng ở hai bên đường lớn, tại trước người của bọn họ, dĩ nhiên là sinh trưởng lấy từng khỏa thạch thụ trắng kiện, mà trên nhánh cây, lóe ra hào quang của thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu, thì là rực rỡ muôn màu các loại đồ vật. Có quyển trục, cũng có xâm lãnh cổ kiếm, sâm bạch xương khô, cũng có các loại thiên tài địa bảo nhìn rất kỳ lạ, nhìn về phía trên, ngược lại là hào quang chói mắt nhất, làm cho người ta chú ý, mục trần trầm chậm bước đi. Ngẫu nhiên cũng gặp một ít dụng cụ có thể chống lại tử khí, cũng liền thuận tay mua lấy những tài liệu này cũng coi như là hiếm thấy, bất quá giá cả đều chỉ mấy vạn. chí tôn linh dịch hiện tại đối với mục trần mà nói hiển nhiên không thành vấn đề gì, mà trong lúc tìm kiếm mục trần cũng phát hiện một ít đồ vật có thể xem như là bảo bối, chỉ có điều những vật này người bán hiển nhiên cũng cực kỳ hiểu rõ, cho nên giá cả tự nhiên là không thấp, cho nên hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lựa chọn buông tha, không cần phải một ít đồ vật không có tác dụng quá lớn mà phải tốn hao quá nhiều trí tôn linh dịch. Cho nên suốt quãng đường đi, Mục Trần cũng không tránh khỏi cảm thán, điểm giao dịch này quả thật có rất nhiều vật tốt, thậm chí chất lượng có thể xem như là cực tốt, đại đa số đồ vật nếu như phóng vào bên trong phòng đấu giá, e rằng thừa sức đưa tới một hồi tranh đoạt quyết liệt. Đoàn người đi lẫn vào đám đông, chậm chạp đi vào sâu bên trong điểm giao dịch, cuối cùng bước chân bốn người đều ngừng lại trước một khỏa thạch thụ cực kỳ tráng kiện. Khỏa thạch thụ này quy mô không nhỏ, so với những chỗ khác, tối thiểu cũng tráng kiện hơn một vòng hơn nữa ở phía trên số lượng đồ vật cũng không nhỏ hào quang tỏa ra trói mắt tựa hồ có chút phi phàm cho nên ở chỗ này cũng có không ít người tìm đến xem xét những đồ vật được chen trên thạch thụ mục trần ánh mắt nhìn tới sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc hiện lên bởi vì hắn phát hiện bên trong những đồ vật đó tựa hồ đều bao trùm một tầng phong ấn mà loại phong ấn này tương đối cổ xưa làm cho người khác căn bản không cách nào dò xét được đồ vật bên trong huynh đệ đây là ý gì mục trần nhìn về phía gốc thạch thụ chỗ đó có một gã nam tử gầy còm lặng lặng ngồi xếp bằng, tuy bộ dáng nhìn như còn buồn ngủ, nhưng Mục Trần lại có thể cảm giác được trong cơ thể con người này, linh lực chấn động cực kỳ cường hãn. Thực lực kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường. Những vật này đều do ta lấy đi si từ trong một tòa phế tích ra, bất quá tất cả đều bị được phong ấn, những phong ấn này rất kỳ lạ, cưỡng ép mở ra thì xác suất thành công chỉ có 3 thành, một khi thất bại thì bảo vật tự hủy, cho nên ai muốn mua thì giao ra 50 vạn trí tôn linh dịch, là có thể tùy tiện chọn lấy một vật mà mình thích. Tuy nhiên, bất luận cuối cùng thành hay bại, đều không quan hệ với ta, coi như là mở ra có đi si thánh, thì đó cũng là ngươi. Nam tử gầy còm dương mắt nhìn mục trần, chợt dãi quá nói. Quy củ chỗ này khác hẳn những chỗ khác, phương thức phá phong ấn này, đa phần phụ thuộc nhiều vào may rủi, vận khí không tốt, coi như là may mắn phá vỡ đi si phong ấn, thì cũng có khả năng chỉ đạt được một đống rắc rưởi. 50 vạn trí tôn linh dịch mà chỉ phá DC một lần, hơn nữa tỷ lệ thành công không tới một nửa, người chẳng lẽ bị điên rồi sao? Ở bên cạnh cũng có người trào phúng lên tiếng, hiển nhiên cho rằng người này đang sử dụng công phu sư tử ngoạm. Lời vừa nói ra, chung quanh cũng có không ít người phụ họa, bọn hắn đứng nhìn đã lâu, cũng có chút động tâm, nhưng xác suất thành công chỉ có ba thành. Nhưng mỗi lần thử lại tốn tới 50 vạn trí tôn linh dịch, khiến cho không ít người phải trùn bước. Bất quá nam tử gầy còm kia đều xem như không nghe thất, hắn đối với những vật này, đều đã lực chọn khéo léo, những vật này nếu như không có tỷ lệ thành công quá thấp, thì án đã cưỡng ép mở hết ra, chỉ là hắn cũng đã thử qua, bất quá làm cho hắn nổi giận chính là vận khí của hắn cực kỳ xui xẻo, thử tới hơn phân nữa đồ vật vậy mà hắn, một lần cũng không thành công. Mục Trần cùng bọn cửu u lích nhìn, nhau, ngược lại cũng có một tí hứng thú, bởi vì bọn họ phát hiện, những đồ vật mà phong ấn bao trùm lấy này, quả thật là có chút đặc thù. Như thế thì có thể thử xem. Mục Trần ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, Lập tức ánh mắt liền quét qua rất nhiều quả thủy tinh cầu để tra xét, mà trong lúc ánh mắt của bọn hắn quét qua, ánh mắt Mục Trần cùng Mạc Linh đột nhiên đều cùng dừng tại một điểm, đó là một quả thủy tinh cầu được treo ở góc phải dưới cùng. Ở bên trong thủy tinh cầu, có một hòn đá lớn cỡ nắm tay, đen kịt vô cùng, hình dạng như quả trứng, mặt ngoài tựa hồ có dấu vết bị đốt cháy. Chương 1018: Phượng Viêm Tinh. Khi ánh mắt Mục Trần cùng Mạc Linh cùng chuyển về tảng đá hình quả trứng kia, người phía trước cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, hiển nhiên là không ngờ bọn họ lại cùng chọn chúng. Khối hắc thạch có vết cháy này trông rất bình thường, nhưng khi thấy nó, mục trần lại cảm nhận được sự thiêu đốt vô cùng mãnh liệt bên trong. Trong mắt mặc linh xẹt qua loé sáng, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo áo mục trần, dùng thanh âm chỉ đủ hắn nghe thấy nói, mục trần đại ca, bên trong hắc thạch kia có một viên phượng viêm tinh. Phượng viêm tinh. Trong lòng mục trần khẽ động. Cái gọi là phượng viêm, chính là hỏa viêm chỉ phượng tộc mới có, bá đạo vô cùng. Mà phượng viêm tinh chính là tinh hoa của phượng viêm, đối với người tu luyện linh lực thuộc tính hỏa có tác dụng cực lớn, có thể nói là kỳ bảo. Bất qua làm hắn kinh ngạc là, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của khối hắc thạch, nhưng mặc linh lại có thể đoán ra vật phẩm chính xác bên trong nó. Sao ngươi phát hiện được? Mục Trần không nhịn được truyền âm hỏi. Đôi mắt ngập nước của Mạc Linh chớp chớp, cười hì hì nói, bởi vì cảm giác của ta trời sinh kinh người, phong ấn các loại đều không giấu được cảm giác của ta. Mục Trần trong lòng chấn động, không nghĩ ra nha đầu này lại có thiên phú như vậy, lại có thể biết được bảo vật được giấu bên trong hắc thạch. Một viên phượng viêm tinh, giá trị hơn xa 50 vạn trí tôn linh dịch, đối với người tu luyện linh lực hỏa thuộc tính giá trị càng không thể đong đếm. Mục Trần nhìn đôi mắt trong suốt của Mạc Linh, trong lòng hơi hiểu, ngươi muốn. Mạc Linh vốn là phượng hoàng tộc, bạn thân vốn có phượng viêm, nếu có thể hấp thu viên phượng viêm tinh này, đối với nàng sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Mặc Linh nghe vậy, vui gật cái đầu nhỏ nhắn, bất quá có chút ngượng ngùng nói, thế nhưng ta không có mang nhiều trí tôn linh dịch, hơn nữa. Coi như biết bên trong có gì, cũng không nhất định có thể mở được phong ấn. Xác suất thành công là ba thành quá thấp, không cẩn thận thất bại sẽ mất hết vồn liếng. Bất kể thế nào, cũng phải thử một lần. Mục Trần cười nói, từ khi tiến vào thần thú chi nguyên, đa số chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Mặc phong tiến vào luyện thể tháp còn tốt một chút, thế nhưng cửu U và Mặc Linh, lại phải đợi ở ngoài hắn và cửu u lúc đó tự nhiên không để ý, nhưng khó tránh khỏi có chút thua thiệt với tiểu nha đầu mặc linh này. Trước mắt khó kiếm được thứ nàng cần, 50 vạn trí tôn linh dịch, Mục Trần vẫn có thể bỏ được. Nói xong, Mục Trần cũng không do dự nữa, tay khẽ hấp, khối hắc thạch chứa phượng viêm tinh liền rơi vào tay hắn. Đồng thời, hắn khẽ hất tay áo, một cái bình ngọc bay về phía nam tử gầy còm ở dưới thạch thụ. Sẽ khi nhận lấy, cảm ứng một chút, hắn gật đầu, búng tay một cái, một thủy tinh cầu bay tới mục trần khối thủy tinh rơi vào tay mục trần tay hơi dùng lực khối thủy tinh cầu liền vỡ vụn một hòn đá màu đen nóng hổi hiện ra trong tay hắn mặt ngoài khối noãn thạch thô giáp có vết cháy xén bên trên có một tầng đường vân cổ xưa chính là phong ấn nhìn vô cùng huyền ảo tối nghĩa tay mục trần nắm hắc thạch mắt khép hờ một tia linh lực chui vào trong hắc thạch tra xét lớp phong ấn kia một lúc lâu sau hắn mới mở mắt mày nhăn lại lớp phong ấn này rất rất khó giải nếu mạnh mẽ phá giải sẽ làm nổ phong ấn cùng vật bị phong làm tất cả đều bị hủy muốn đem phong ấn phá giải hoàn mỹ cần một chút phương pháp đặc thù bản thân cái phong ấn này có chút kỳ lạ tra xét hồi lâu mục trần phát hiện ra mấy đạo đường vân mấu chốt nhất trong phong ấn chúng có màu đỏ sậm a à an chứa một loại áp áp kỳ lạ đây là phong ấn lấy máu của siêu cấp thần thú làm tài liệu khó trách đã trải qua vô số tuế nguyệt như vậy vẫn được bảo tồn mục trần cẩn thận cân cảm ứng cuối cùng phát hiện ra đây chính là áp áp chỉ siêu cấp thần thú có, tuy đã nhạt đi rất nhiều, nhưng trong cơ thể hắn có long phượng chi linh bậc siêu cấp thần thú này, tự nhiên rất quen thuộc với với nó. Mục trần đại ca, thế nào rồi? Có thể cởi được phong ấn không? Một bên, mặc linh không nhịn được tò mò hỏi, ở chung quanh đang có không ít người nhìn mục trần chằm chằm, hiển nhiên muốn nhìn một chút kẻ coi tiền như rác bỏ ra 50 vạn trí tôn, linh dịch đến cùng mua được cái gì? Ngay cả nam tử gầy còm kia cũng nhìn sang, kỳ thực hắn cũng mơ hồ cảm giác được những vật này không tầm thường, vốn cũng muốn bất chấp mở ra thử vận khí một chút, nếu có thể đạt được bảo bối thật sự, vậy liền kiếm lời. Chỉ là không ngờ vận khí của hắn kém như vậy, tất cả phong ấn hắn mở trên cơ bản đều không thu được gì. Thất bại nhiều lần làm hắn chán nản, không dám tự phá phong nữa, hắn sợ mình suy tới cùng cực, trực tiếp thất bại hoàn toàn, như thế, liền công dã chẳng thật, như thế còn không bằng bán đi, kiếm về một chút trí tôn linh dịch. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mấy người mặc linh, mục trần trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, để ta thử xem. Sau khi biết được bản chất của phong ấn, hắn đã có một chút phương pháp cơ bản, tuy không thể chắc chắn 100%, nhưng so với cách phá giải thô bạo kia, hiển nhiên tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy, mục trần cũng không do dự thêm, hắc thạch trong tay nhảy lên, linh lực ngưng tụ, biến thành từng đạo linh ấn, dung nhập vào trong không khí. Sau khi linh ấn hoàn thành, một cái linh trận nho nhỉ hình thành trong tay mục trần bao phủ lấy hắc thạch ở trung tâm. Cái linh trận này cũng không phải linh trận lợi hại gì, chỉ có năng lực chuyển hóa. Nó sẽ giúp linh lực của Mục Trần, không làm xúc động phong ấn mà vẫn có thể dung nhập vào trong, sau đó phá ra từ bên trong. Loại linh trận này nhìn như đơn giản, nhưng lại cần tạo nghệ linh trận tương đối cao. May mà Mục Trần sớm đã là linh trận đại sư, lúc này mới có thể bố trí ra được. Hoa văn long phượng trên tay Mục Trần động đậy, một tia tử kim quang tuôn ra, theo linh trận chuyển hóa, tiến vào trong hắc thạch. Cái phong ấn cổ xưa này là do máu tươi của siêu cấp thần thú vẽ nên, thủ đoạn bình thường không thể tác động đến nó, chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng lực lượng của siêu cấp thần thú tương đương. Ví dụ như Long Phượng chi lực của Mục Trần, chỉ có lực lượng ngang cấp mới có thể làm cho loại phong ấn này xuất hiện kẽ hở, sau đó lợi dụng phá giải. Tia tử kim quang dung nhập vào trong, liền cùng hoa văn trên phong ấn va chạm, tiến hành ăn mòn từ từ. Loại ăn mòn này rất nhỏ, Mục Trần không dám bất cẩn không cẩn thận là 50 vạn trí tôn linh dịch sẽ trôi theo dòng nước. Những người chung quanh không thể nào phát hiện cử động của Mục Trần, chỉ thấy hắn cầm hắc thạch ngẩn người. Bọn hắn bĩu môi khinh thường, lại là một tên bại não coi tiền như rác. Chỉ có Cửu U cùng Mặc Phong tò mò nhìn Mục Trần chằm chằm, lấy hiểu biết của họ đối với hắn, có lẽ Mục Trần thực sự có thể thành công. Suy suy, Mục Trần mặc kệ những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung cảm ứng bên trong khối noãn thạch. Bên trong hoa văn phong ấn, rốt cục xuất hiện kẽ hở, kẽ hở rất nhỏ, làm cho toàn bộ phong ấn ngưng trệ. Chính là lúc này, ánh mắt Mục Trần ngưng động, không do dự, linh lực dung nhập bên trong hắc thạch lập tức bộc phát, thoát ra từ bên trong, dễ dàng đem phong ấn cởi bỏ. Ông, khối hắc thạch trong tay Mục Trần chợt phát ra hào quang, rồi thịt một tiếng, hoàn toàn mở ra. Mọi người xung quanh thấy một màn này, lập tức bĩu môi, quả nhiên là mất tiền vô ích. Nam tử gầy gò cũng lắc đầu, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn, đã lừa được một ra hỏa không may ong ong, bất quá khi bọn hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên có xích diễm bay lên từ trong tay Mục Trần, một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt tàn sát bừa bãi, ngay đến không gian cũng bị đốt cháy. Khi biến xuất hiện làm cho mọi người giật mình, từng ánh mắt đông cứng nhìn lòng bàn tay Mục Trần, từng tiếng hít hà vang lên. Bởi họ thấy, trong tay Mục Trần lúc này đã không còn khối hắc thạch, thay vào đó là một khối thủy tinh màu đỏ hồng lớn chung quả đấm, bên trong thủy tinh giống như nham tương lưu động. Hơn nữa, những thứ nham tương này còn ngưng tụ thành hình hỏa phượng, thấy cảnh này, một số người biết hàng lập tức khiếp sợ, ánh mắt thèm thường bắn tới, từng tiếng kinh hô vang lên. Dĩ nhiên là Phượng Viêm tinh. Dưới thạch thụ, nam tử gầy gò há hốc mồm, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mục Trần nhìn Phượng Viêm tinh trong tay, không nhịn được thả lỏng một hơi, trước khi cởi bỏ phong ấn, nhìn như tĩnh lặng yên ả, nhưng loại kỹ xảo này, cần có khả năng khống chế linh lực đạt tới mức vô cùng tỉ mỉ tới hoàn thành. May mắn không làm nhục mệnh Mục Trần cười cười, đưa Phượng Viêm Tinh cho Mạc Linh bên cạnh. Cảm ơn Mục Trần đại ca. Mạc Linh hưng phấn không thôi, cẩn thận nhận lấy Phượng Viêm Tinh. Bất quá, ngay khi Mạc Linh tiếp lấy Phượng Viêm Tinh, một đạo bóng roi phá không tới, trực tiếp hướng tới Phượng Viêm Tinh, cùng lúc đó, một vệt ánh sáng bay về phía Mục Trần, thanh âm thiếu nữ lãnh ngạo vang lên. 60 vạn trí tôn linh dịch, Phượng Viêm Tinh này ta muốn. Chương 1019, Xích Hồng Vũ. 60 vạn trí tôn linh dịch, cái phượng viêm tinh này ta đã muốn. Một âm thanh nữ tử đột ngột khẽ vang lên, ẩn chứa ý tứ hàm xúc chân thật đáng tin, hơn nữa thời điểm âm thanh vang lên, một bóng ảnh giống như là một sơi roi phá không mà đến, trực tiếp quấn quanh phượng viêm tinh trong tay mặc Linh. Mà quang ảnh bay về phía mục Trần, là một bình ngọc, trong bình ngọc đựng đầy chí tôn linh dịch. Biến cố như vậy quá mức đột ngột, hơn nữa người tới ra tay cũng rất nhanh lẹ, làm người ta không kịp phản ứng, cho nên mặc Linh chỉ có thể mở to con mắt, kinh ngạc nhìn qua bóng roi bay tới. Bất quá, ngay lúc bóng roi sắp quấn lên Phượng Viêm Tinh, một bàn tay lăng không duỗi ra, chụp lấy bóng roi, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, bóng roi lúc này thẳng băng, phát ra thanh âm "cót két" chói tai, đã bị cản lại. Chủ nhân bàn tay này là Mục Trần, khuôn mặt của hắn không vui vẻ tí nào, một tay bắt bóng roi kia, một tay khác vung lên, một cỗ kình phong bay ra, trực tiếp đem bình ngọc cuốn ngược bay trở về. "Không bán." Hắn nhàn nhạt, nhạt nói sau đó bàn tay đang nắm bóng roi kia ghi lại rồi thả ra nhẹ nhàng bóng roi kia bị bắn ngược trở về mang theo âm thanh vùn vụt lúc này mặc linh cũng là phục hồi tinh thần trong đôi mắt to liền xuất hiện đường gân máu tức giận phẫn nộ nhìn về phía cái bóng roi kia đang bay ngược lại chỉ thấy một nữ tử khoác trên người một bộ hồng y cặp mắt kinh sợ nhìn chằm chằm bọn hắn hồng y nữ tử kia thân hình vũ mị trên đầu tóc xoăn cũng màu hồng dung nhan tinh xảo chỉ là trên gương mặt có vài phần cao ngạo loại cao ngạo này cùng với liễu thanh hoàn toàn khác nhau liễu thanh là dựa vào tông đằng theo kiểu cáo mượn oai hùm nhưng nữ tử này lại phát ra cái loại ngạo ý này như từ trong xương trong huyết mạch đó là từ bản thân mà ngạo nghễ nhưng bất luận như thế nào loại ngạo nghễ này trong mắt mục trần lại là cái kiểu mà hắn không ưa thích cho nên ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nữ tử này thản nhiên nói các hạ không lý do vừa nói đã đánh như vậy có phải là loại người không được giáo dục nữ tử hồng y này giống như là lần đầu tiên bị người khác chỉ trích Lông mày có chút dựng thẳng lên, bất quá nghĩ tới trước đó mình vì gấp gáp mà hành động tự hồ có chút quá đáng, cho nên hạ giọng một chút, nhưng cũng như trước không chịu chịu thua nói, các ngươi bỏ ra 50 vạn chí tôn linh dịch mở ra Phượng Viêm tinh, ta mua lại với giá 60 vạn chí tôn linh dịch, như vậy có thể tính là đã bạc đãi các ngươi rồi. Thật không nói đạo lý. Ánh mắt Mục Trần Băng Hàn, ngôn ngữ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cút ngay cho ta. Ngươi làm càn. Nữ tử Hồng Y trực tiếp bị làm cho tức giận, khuôn mặt tinh xảo có chút xanh lúc này trong tay cây roi hóa thành một đầu hỏa long gào thét ngang ngược vô hướng phía mục trần mà quất tới nữ tử hồng y này tuy tính tình ngang ngược kiêu ngạo nhưng thực lực lại không yếu linh lực bộc phát cũng là một thất phẩm trí tôn hơn nữa nếu so với các thất phẩm trí tôn khác cũng không tính là quá yếu ánh mắt mục trần lạnh như băng nhìn qua hỏa long kia đang gào thét mà bay đến một quyền oanh ra kim quang bắt đầu khởi động nhanh như là lôi điện oanh kích phía trên hỏa long phanh hỏa long bạo toái hóa thành ánh lửa đầy trời từ từ tiêu tán một sợi roi ảm đạm bắn ngược trở về, nữ tử hồng y kia thấy thế, đôi mắt đẹp bỗng ngưng tụ, bất quá không đợi nàng nói thêm, khuôn mặt hắn đột nhiên biến đổi, mục trần hóa thành một đạo kim quang, hướng thẳng đến nữ tử kia. Nữ tử hồng y chân ngọc điểm nhẹ, thân thể mềm mại là tung bay lui lại, cùng lúc đó, tại thân thể nàng linh lực đỏ thấm bốc lên, hóa thành biển lửa cuồn cuộn, hướng về phía mục trần, cả vùng đất vào lúc này hóa thành nham thạch, cho thấy hỏa diễm kia thật bá đạo. Bá, bất quá thân thể mục trần tản ra kim quang bao bọc, trực tiếp xuyên thấu bay qua ngọn lửa, giống như là quỷ mị xuất hiện ở phía trước nữ tử hồng y, một quyền đánh ra. Kim quang khởi động, một quyền này trực tiếp phá nát không gian, làm cho nữ tử hồng y khuôn mặt triệt triệt để để ngưng trọng, đôi tay nàng như thiểm điện kết ấn, hỏa diễm đỏ thẫm trên đôi tay điên cuồng ngưng tụ, đem bàn tay nàng biến thành dung nham, một ấn đỡ tới nhiệt độ bá đạo, đủ để đốt mọi thứ xung quanh thành cho bụi. Đông, quyền trưởng trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, khí lãng nóng bỏng cuồn cuộn tản ra. Thân thể mục trần chấn động, mà thân hình nữ tử hồng y kia thì là bắn ngược ra mấy chục bước, trên đôi tay hiện lên mảng lớn máu ứ động đôi tay run nhẹ ẩn ẩn đau đớn. Hai người giao thủ đều ở tốc độ quá nhanh, đến khi nữ tử hồng y kia bị đẩy lui, nhiều người chung quanh mới hồi phục tinh thần lại, khi bọn họ thấy nữ tử hồng y kia, lập tức có người kinh hô truyền ra. Đây không phải là xích phượng tộc xích hồng vũ tiên tử sao? Mục Trần nghe được những tiếng kinh hô này, trong lòng cũng là hơi chấn động, cô gái này, dĩ nhiên là tộc nhân của phượng hoàng nhất tộc là người của tộc xích phượng tuy nhiên đây chỉ là chi nhánh của phượng hoàng tộc mà thôi nhưng nàng đúng là hàng thật giá thật phượng hoàng huyết mạch khó trách nàng này thực lực cũng cường hãn như thế dựa theo dự liệu của hắn chỉ sợ thực lực xích hồng vũ cũng không thua cửu u trước mắt hắn có thể một quyền chiếm thế thượng phong nguyên nhân không nhỏ là xích hồng vũ không đem hết toàn lực hơn nữa nàng áp dụng hình thức trực chiến cứng đối cứng tại điểm này mục trần có thể là tuyệt đối tự tin với tu vị thất phẩm trí tôn chỉ sợ không người nào có thể cùng hắn ngạnh bính về thân thể, mà có thể chiếm được tiện nghi, mặc dù xích hồng vũ chính là tộc nhân của xích phượng tộc cũng cũng không ngoại lệ. Mà bản thân xích hồng vũ cũng là có chút khó tin, với thực lực nàng, như vậy mà vẫn bị mục trần như vậy một cái lục phẩm trí tôn thực lực người, một quyền kích thương. Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Xích hồng vũ đôi mắt đẹp chằm chằm vào mục trần, trong con ngươi xuất hiện một vòng dị sắc, cái này đương nhiên không thể nào là ánh mắt ái mộ mà là một loại kích động nóng bỏng nàng trông xinh đẹp thế này vậy mà cũng là cực kỳ hiếu chiến bất quá mục trần chẳng muốn để ý tới nàng cho dù nàng là người của xích phượng tộc với hắn chẳng có bất cứ hứng thú gì ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xích hồng vũ sau đó quay người mà đi ha ha nguyên lai like hồng vũ ngươi ở chỗ này thật là có duyên lúc mục trần đang tính quay người đi một tiếng cười âm nhu đột nhiên vang lên sau đó chỉ thấy đám người đang vây quanh xem bầy tách ra vài đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào Đầu lĩnh kia là một gã nam tử mặc áo trắng, bộ dáng tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp, trông như là một thư sinh nhu nhược, nhưng hai mắt dài hẹp, thỉnh thoảng lại có hào quang xẹt qua, giống như lưỡi đao sẵn sàng đâm vào người. Thời điểm nam tử áo trắng xuất hiện, sau lưng Mục Trần, sắc mặt Mặc Phong có chút khó coi. Mục Trần cũng liếc nhìn người. Này, nhíu mày nam tử áo trắng này trên người cho hắn cảm giác một ít nguy hiểm, người này hiển nhiên cũng không đơn giản. Bất quá Mục Trần cũng không muốn phức tạp, vì vậy quay người đi ha ha, là trước ngươi đối với Hồng Vũ động thủ động tấn công sao? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi trước lưu lại đây giải quyết cho thỏa đáng. Mục Trần vừa mới quay người, một tiếng cười âm nhu truyền đến. Mục Trần nghiêng đầu, chỉ thấy nam tử áo trắng kia quạt xếp trong tay nhẹ lay động, hàn khí bắt đầu khởi động, đem không khí đều đông lại thành băng. Lúc này hai cặp mắt kia giống như độc xà băng hàn, hờ hững nhìn về Mục Trần. Bạch Bân, chuyện của ta không cần ngươi can dự vào. Xích Hồng Vũ nhìn thấy cái nam tử áo trắng này, lông mày cũng là nhíu lên mà quát. Nam tử áo trắng nghe vậy vẫn không thèm để ý cười, ánh mắt nhìn hướng phía sau Mục Trần, sau đó ánh mắt hắn ngừng tại trên người Mặc Phong cùng Mặc Linh, lập tức khóe miệng nhắc lên một nụ cười chế nhạo, nói, ơ, ờ, thật sự là vận khí tốt, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải hai nghiệt chủng. Mục Trần nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn về phía Mặc Phong, chỉ thấy được sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng đôi mắt gần như có thêm sát ít, xích hồng vũ cũng là ngơ ngác một chút, sau đó đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc liếc nhìn Mạc Phong cùng Mạc Linh, khó trách trước đó nàng nhận ra chấn động quen thuộc trên người bọn họ, nguyên lai bọn hắn cũng là người có trong mình huyết mạch của Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là trước kia nàng tự hồ chưa từng gặp qua. Hồng Vũ ngươi chắc là không biết, hai tên này là lưỡng nghiệt chủng con của một người có được huyết mạch cao đẳng của tộc ta, nhưng lại tằng tựu với một người con gái của Cửu U Tước tộc, khiến cho huyết mạch bị vấy bẩn, do đó trưởng lão viện tức giận, đem cha mẹ bọn họ giam giữ ở Hắc Đông phía dưới núi, mà hai người bọn họ Kỳ thật cũng được liệt kê vào danh sách truy nã của tộc ta, chỉ là bởi vì trong tộc có người nói giúp nên mới giúp cho bọn hắn thoát đi nhiều năm." Bạch Bân cười mỉm. Xích Hồng Vũ lúc này mới chợt hiểu, bất quá lại không để ý lắm, đã trong tộc có người đứng ra nói giúp, chính là đã nói sẽ tha thứ cho hai người này để họ tồn tại, đã như vậy thì còn gì để mà phải nhắc đến nữa, nhưng ngược lại cái tên Bạch Bân này, mở miệng một tiếng là nghiệt trùng hai tiếng là nghiệt trùng lời lẽ ác độc. Bạch Bân thì là nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Phong, cười nói: xem ra huynh muội các ngươi những năm này đã trốn ở cửu u tước tộc rồi khó trách một điểm tin tức đều không thấy hiện tại lại dám chạy đến đây lá gan quả là không nhỏ nói tới đây hắn lại liếc nhìn mục trần nói ngươi đi cùng bọn nó hẳn ngươi cũng là cùng một nhóm a à, hai người bọn họ chính là tội nhân tộc ta ngươi bao che cho bọn nó vậy ngươi sẽ là địch nhân của tộc ta bất quá ta cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi việc này cũng có thể bỏ qua dừng lại ở đây hắn chỉ về phía viên phượng viêm tinh, thản nhiên nói, đem vật ấy giao cho ta, hôm nay ta sẽ để hai tên nghiệt trùng này rời đi. Hai mắt mục trần nhắm lại, hắn nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Phong, lại nhìn về phía Mạc Linh, bởi vì bị từng lời nói nghiệt trùng, con mắt có chút đỏ lên, lộ ra gương mặt, trong lòng có một luồng khí giận bốc lên. Vì vậy, hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ về phía Bạch Bân, ánh mắt sắt bén mà cất giọng giống như là tiếng sấm vang lên. Cút! Chương 1020, ta bảo vệ các ngươi. Cút! thanh âm như là tiếng sấm vang vọng liên tục khuôn mặt bạch bân âm nhu đang tươi cười bỗng cứng lại chuyển biến thành âm lãnh quanh thân hắn tựa hồ là có hàn khí khủng bố phát ra trực tiếp làm cho mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng tầng băng xương bạch bân âm lãnh nhìn chằm chằm vào mục trần chậm rãi nói tự cắt đầu lưỡi ta sẽ thả cho ngươi đi mục trần cười cười trong nụ cười không che giấu được sự mỉa mai ngươi đang nói cái thứ gì hắn có thể cảm giác được bạch bân rất nguy hiểm cũng biết được bạch bân là người của phượng hoàng tộc nhưng hắn cũng không có ngại, hắn đã đắc tội với nhiều người lắm, cho nên thêm một tên Bạch Bân cũng không tạo thêm được một xíu gánh nặng gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn, tự tìm đường chết. Khóe mắt Bạch Bân run rẩy, trong mắt phẳng phất có tơ máu tụ lại, khuôn mặt âm nhu trở nên vặn vẹo, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người dám không nể mặt hắn. Hơn nữa người này, chỉ là một lục phẩm trí tôn. Oanh, trong thiên địa hàn khí đột nhiên bộc phát, nhiệt độ lập tức hạ thấp, Bạch Bân đột nhiên há mồm, chỉ thấy được băng lam sắc hàn khí gào thét lao ra, hóa thành một đầu băng long dữ tợn, mang theo khí lạnh, xuyên thẳng qua không gian, lao về phía Mục Trần như một tên lính cảm tử. Ở xung quanh khi hàn khí bao phủ xuống, coi như là thất phẩm chí tôn tầm thường đều muốn đông cứng toàn thân, nếu như là lục phẩm chí tôn, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tượng băng. Nhưng mà, đối với thế công bực này của Bạch Bân, Mục Trần vẫn đứng tại chỗ không lùi nửa bước, kim quang bên ngoài thân thể vận chuyển, một quyền đánh ra, trên cánh tay gân xanh giống như là ngàn vạn con run đang bò, phóng thích ra lực lượng kinh người. Đông, cả hai ngạnh kháng, thân hình mục trần không chút sức mẻ, bất quá hắn có thể cảm giác được thời điểm tiếp xúc với hàn băng, hàn khí âm độc không ngừng xâm nhập vào cơ thể, những hàn khí này muốn đông cứng linh lực trong cơ thể hắn. Bất quá, đối với những hàn khí này, mục trần căn bản chưa từng để ý tới, bởi vì tại trong cơ thể hắn chân long chân phượng chi văn đang hướng về phía chấn động, đem những hàn khí kia thôn vệ sạch sẽ cảm giác âm lãnh trong cơ thể xuất hiện một trong khoảnh khắc rồi biến mất mặt mục trần không một biểu tình kim quang bộc phát thân thể lực lượng trong nháy mắt này đều phun ra trên cơ thể băng long lấp tức phát ra từng tiếng dạn nứt kéo dài từ đầu đến đuôi cuối cùng bạo liệt thành băng điểm đầy trời làm sao có thể hàn long vỡ vụn đồng tử bạch bân cũng co rụt lại hắn cứ nghĩ với băng long khủng bố này không cần ẩn chứa lực lượng của hắn mà chỉ cần hàn khí kia xâm nhập vào thân thể mục trần cũng đủ để giết chết hắn từ trong lục phủ ngũ tạng nhưng điều hắn nghĩ lại không xảy ra chẳng lẽ là hắn có thể miễn dịch hàn khí của mình hay sao bạch bân cảm thấy hoang đường hắn chính là băng hoàng nhất tộc trong cơ thể trời sinh đã có hàn khí vô cùng cường giả ngang cấp của chủng tộc khác đều kiêng kỵ loại hàn khí này làm sao có thể trực tiếp miễn dịch được đông mục trần cũng không có cho hắn có thời gian để suy nghĩ một bàn chân đột nhiên đạp mạnh vết dạn trực tiếp từ dưới chân tràn ra thân ảnh mục trần hóa thành kim sắc quang ảnh chỉ một cái hô hấp là xuất hiện ở trước mặt bạch bân cái tốc độ này làm bạch bân nội tâm rung động, hắn khó có thể tưởng tượng lục phẩm trí tôn thực lực lại có được tốc độ kinh người như thế. Kim quang xuất hiện phảng phất trong một trường đánh ra, một trường này không chỉ là thân thể lực lượng, mà thậm chí linh lực trong cơ thể mục trần cũng bắt đầu bừng bừng phấn chấn tuôn ra. Một trường đánh đến như là hắc ảnh làm cho tim những người xung quanh đập nhanh, đó lực lượng cường hoành đến một loại trình độ kinh người mới có thể khiến cho dị tượng xuất hiện vết nứt không gian chung quanh không ít cường giả đều có thể nhìn thấy được một trường này của mục trần là thất phẩm trí tôn tầm thường đều khó có cơ hội có thể thừa nhận trưởng phong đáng sợ đập vào mặt sắc mặt bạch bân kịch biến ánh mắt trở nên ngưng trọng nếu lúc trước mang theo một vài tia khinh thường thì giờ hắn mới hiểu được cái tên trước mắt cái này nhìn chỉ có thực lực lục phẩm trí tôn đến tột cùng là cái hạng rất khó giải quyết bất quá lúc này đã không còn đường lui cho nên trong nội tâm bạch bân cũng không có ý hối hận hàn quang trong mắt bạch bân lập lòe hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn sau đó phía sau lưng hắn có thêm một băng hoàng cực lớn ngưng tụ thành hình băng hoàng hai cánh xòe ra thủ hộ trước người của hắn oanh kim quang trưởng ấn không hề lùi bước trực tiếp va chạm xuyên thấu vào hai cánh phía trên băng hoàng đang che phủ thân người bạch bân mắt thường có thể thấy được sóng xung kích chấn động quét ngang ra mặt đất cứng rắn cũng bị chấn nát hai cánh băng hoàng chấn động mạnh lực lượng đáng sợ này mặc dù là thân đang ở trong hai cánh của băng hoàng nhưng Bạch Bân cũng là có thể phát giác cái loại lực lượng này, nếu như trực tiếp oanh kích trên thân thể hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trọng thương. Bị một tên lục phẩm chí tôn bức đến trình độ này, làm cho sắc mặt Bạch Bân âm trầm, sâu trong ánh mắt giống như là có thêm sát ý xẹt qua. Hôm nay, hắn phải đem người này làm nhục một phen. Xong cái as của anh em ti rồi sắp nở hoa, nghĩ đến đây Bạch Bân cắn răng một cái, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ uy áp, như phong bạo từ trong cơ thể Bạch Bân phóng ra. Cái loại uy áp này đến từ huyết mạch. Bạch Bân chính là băng hoàng nhất tộc, huyết mạch tôn quý cao ngạo, thần thú tầm thường trước mặt hắn đều sẽ bị áp chế, hơn nữa Bạch Bân đang thiêu đốt huyết mạch, sẽ đem loại áp bách này đạt đến mức tận cùng. Bực này áp bách, nếu các thần thú cảm nhận được chỉ sợ sẽ trực tiếp quỳ gối trước mặt Bạch Bân. Mọi người chung quanh nhau nhau lui ra phía sau, bọn hắn cũng đã nhìn ra Tên Bạch Bân này hiển nhiên là có ý định đem Mục Trần áp bách để hắn phải quỳ xuống đất, đem hắn triệt để hạ nhục, cho nên bọn hắn nhanh chóng lui lại, để không bị ảnh hưởng, như thế sẽ mất mặt không chịu nổi. Ở cách đó không xa, Xích Hồng Vũ lại không chút sức mẻ, nàng nhìn thấy cử động của Bạch Bân như vậy, lông mày cũng nhăn lại, nàng tuy ngang ngược kiêu ngạo và hiếu chiến, nhưng nàng lại thích ở trong tránh diện chiến đấu lấy được thượng phong, khác với Bạch Bân cái loại dựa vào huyết mạch áp chế để chiếm thế thượng phong, làm cho nàng có chút khinh thường tiểu tử kia thật là xui xẻo. Xích Hồng Vũ trong nội tâm nói ra, thân thể Mục Trần hoàn toàn cường hãn, bất quá Bạch Bân cũng rất thông minh, trực tiếp lựa chọn huyết mạch áp chế, cho dù lực lượng thân thể cường thịnh, đều thì không cách nào ngăn cản được áp chế về huyết mạch. Ở trung phần đông ánh mắt nhìn soi mói, Mục Trần đã nhận toàn bộ uy áp bao phủ, bất quá kỳ quái chính là, khuôn mặt của hắn không chút nào hoảng sợ, ngược lại là giống như cười nụ cười như là đang trêu tức. Huyết mạch áp chế à, Mục Trần nói khẽ, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt trên cánh tay chân phượng chi văn mà không vì mục trần đã thành công đem long phượng chân kinh tu luyện đến tầng thứ hai bên trên thân thể của hắn hai đạo chân long chân phượng chi văn cũng đã sinh ra linh tính cho nên lúc này có lẽ đã được xưng là chân long chân phượng chi linh người muốn chơi huyết mạch áp chế ta đây sẽ cho người hiểu biết một chút về cái gì gọi là chính thức áp chế chân phượng chi linh vào lúc này bộc phát mãnh liệt tử kim hào quang vốn là mắt phượng đang nhắm lúc này đột nhiên mở ra một loại uy áp không cách nào hình dung bạo phát ra. Một đạo chân phượng uy áp, chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt hơn nữa cũng không khuếch tán, chỉ là nhằm vào Bạch Bân, người bên ngoài không thể phát giác. Trong nháy mắt đó, băng hoàng sau lưng Bạch Bân đang phát ra uy áp đột nhiên biến mất giống như là thần tử gặp quân vương, sau đó băng hoàng phát ra một thanh âm gào thét sợ hãi, toàn thân hàn khí thu liễm, trở nên run rẩy. Khuôn mặt Bạch Bân trở nên trắng bệch khó có thể tin bởi vì khi uy áp xuất hiện trên người Mục Trần, dĩ nhiên làm cho huyết mạch hắn điên cuồng run rẩy phanh trong nội tâm bạch bân sợ hãi hai chân của hắn vào lúc này không còn khống chế được lập tức quỳ trên mặt đất bạch bân cuối cùng cũng tỉnh táo lại vội vàng thu thế nhưng một đoạn đầu gối đã chạm trên mặt đất chung quanh những người kia vốn dĩ đang đợi xem mục trần chật vật vì bị băng hoàng huyết mạch áp chế đến khi thấy được một màn này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vì tình cảnh này không như họ tưởng tượng người đang quỳ một chân dĩ nhiên lại là bạch bân Xích Hồng Vũ đồng dạng mở to đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Phanh, khuôn mặt Mục Trần vẫn không có chút biểu tình, hai cánh băng hoàng dưới áp lực của Kim Quang Chi trưởng đột nhiên chấn động, đón nhận một tia chân phượng khí tức lực lượng ẩn chứa, lập tức đem hai cánh băng hoàng nhìn như cứng rắn vô cùng chấn bạo vỡ nát. Thân thể Bạch Bân lúc này bị bắn ngược ra ngoài, kéo lê trên mặt đất một đường mấy trăm trượng, mới bị hắn cưỡng ép ổn định lại. Phốc. Sau khi thân hình ổn định, một ngụm máu tươi từ miệng Bạch Bân phun ra, Linh lực cường hãn quanh thân cũng là nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tinh thần hắn vẫn chưa hồi phục lại, gương mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn thân ảnh kia. Một mảnh yên tĩnh, những cường giả các tộc kia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mục Trần, kim quang quanh thân thân ảnh trẻ tuổi kia lúc này đã thu liễm, trở nên bình thường. Bất quá, từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến khi kết thúc, bọn họ đều là tinh tường, thanh niên trẻ tuổi thân thể nhìn, như gầy teo kia đến tột cùng ẩn chứa lực lượng khủng bố gì người này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đây chính là bạch bân cường giả đến từ băng hoàng tộc a nhưng lại trong tay của hắn rơi vào thế chật vật người này đến tột cùng là từ tộc gì mà có thể mạnh mẽ như vậy vô số ánh mắt rung động ánh mắt mục trần dần dần bình thản xuống lần nữa nhìn về phía bạch bân thanh âm truyền đến ẩn chứa một tia bá đạo nhưng không người nào dám cãi lại hai người bọn hắn ta mục trần sẽ bảo vệ